năm 1974 nó xảy ra một cái biến cố chấn động kinh hoàng hả các anh chị? Đó là cái cuộc thảm sát cái trường tiểu học Cai Lậy vào ngày 9 tháng 3 năm 1974 vào lúc 2 giờ 55. Chúng ta còn khoảng 50 phút nữa là chúng ta chạm chạm đến cái mốc thời điểm đó, vào cái giờ ra chơi của các em học sinh tiểu học trường Cai Lậy, thì đột nhiên có một cái đợt pháo kích vào trường. Pháo kích đó của quân nổi dậy ư? Của quân Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam ư? Quân nào, quân gì đi chăng nữa mà pháo kích vào những cái khu dân cư, trường học, bệnh viện, những cái nơi mà hoàn toàn là cái khu vực dân thường sinh sống, thì cái hành động đó là cái hành động không thể chấp nhận được. Và cái hành động đó chúng ta lên án, chúng ta gọi rằng là một cái hành động khủng bố. Không có cái quân nổi dậy nào mà nếu mang cái tính chính danh và mang cái tính mà chính quân đó, chính quy đó, thì không thể nào mà pháo kích vào cái khu vực thường dân được cả. Ngày trước đến bây giờ đó, cái thế hệ trẻ của chúng ta luôn luôn được học rằng bệnh viện Bạch Mai bị Mỹ thả bom. Nhưng mà các anh chị cũng thấy sau này khi mà chúng ta có cái cơ hội để mà tiếp cận nhiều cái nguồn thông tin và chúng ta đi ngược dòng quá khứ, thì chúng ta thấy rõ ràng cái bệnh viện Bạch Mai mà có cái sơ đồ, có cái phác họa đó hoàn toàn là một cái phác họa trên bản vẽ. Và khi mà Mỹ họ thả bom Hà Nội thì các anh chị thấy ở trên cái tầm cao đó họ làm sao họ có thể mà họ zoom xuống hay là họ xác định cái vị trí, cái tọa độ nó chính xác. Họ dựa trên những cái tiêu chuẩn nào? Chúng ta đã có những cái video clip nói rất là rõ về cái việc Mỹ thả bom. Thì các anh chị thấy rằng là có những cái tên du kích. Tên du kích của ai? Của bên bên phía bên nào? Họ leo lên trên tầng thượng của bệnh viện Bạch Mai và họ bắn tỉa, họ tấn công những cái máy bay. Thì chính cái quân khủng bố nó muốn cho cái đội quân, cái đối phương đó thả bom tấn công vào cái địa điểm nào. Cái hành động đó đương nhiên các anh chị ha, ví dụ như khi các anh chị đang bay tuần tuần tra, các anh chị đang đang đi gọi là đi tuần tra đi, thì tự dưng các anh chị bị bắn lén, các anh chị bị đánh lén, thì cái phản ứng đầu tiên của các anh chị là cái gì? Là bắn trả. Ví dụ như chúng ta có nhiều những cái tàu tuần tra ở trên biển hoặc là trên sông Sài Gòn, hoặc là ở dưới cái đồng bằng sông Cửu Long đó, chín con sông Cửu Long đó, các anh chị thấy ở giữa những cái đoạn đường sông nước mà cây cối tùm, rừng nước tùm như vậy mà bị những cái nhóm du kích bắn tỉa, thì cái phản ứng đầu tiên của các anh chị là cái gì? Các anh chị phải bắn trả thôi. Chứ các anh chị không bắn trả, các anh chị không tự vệ thì các anh chị bị tụi nó bắn chết à. Thành ra Việt Cộng đó, ở đây khoan nói tới Việt Cộng, mình đang nói tới cái quân nổi dậy. Quân nổi dậy ở đây đó, nếu không phải là quân khủng bố thì tại sao luôn luôn ẩn núp mình ở trong dân thường và cố tình tạo ra những cái cuộc xung đột vũ trang khi mà đang ở giữa cái khu vực của thường dân? Để làm gì? Để sử dụng dân thường như là một cái tấm lá chắn, như là một cái tấm khiên để mà che chắn cho mình. Khi mà mình á núp ở trong lòng dân á và mình tấn công đối phương đó, đối phương người ta buộc phải đáp trả, thì như vậy nó coi như là một mũi tên nó bắn được hai con nhạn. Thứ nhất là cái gì? Nó tấn công mình, nếu mình không đáp trả thì mình chết. Nếu mình đáp trả thì nó có cái cớ để mà nó loa lô lên rằng là mình giết hại dân làng. Trong khi cái quân nổi dậy nó núp ở trong trong lùm trong váy của dân và nó dùng dân như là những cái tấm chắn để mà làm cái áo giáp, cái tấm bảo vệ. Một công đôi ba chuyện. Mà cái điều đó nói lên được cái gì? Cái điều đó nói lên được rằng là họ không có coi trọng cái mạng sống của dân lành. Trong khi ấy, quân cảnh, quân đội ở bên cái nhà nước mà chính thống đó, bên cái chính thể đó,
cái quân chính quy đó, thì người ta ra sức người ta bảo vệ cái gì? Người ta ra sức người ta bảo vệ dân lành, và người ta có những cái chiến lược và những cái ấp chiến lược để làm gì? Để người ta tách ra đâu là dân thường và đâu là Việt Cộng nằm vùng. Trong khi cái quân đội của cái chính thể đó, người ta ra sức người ta bảo vệ dân lành, thì cái phía quân nổi dậy hành xử hệt như là một cái bọn quân khủng bố, thì luôn luôn lợi dụng dân, dùng dân như là những cái tấm chắn cho mình để mà đạt được cái mục đích chính trị. Thì ở đây đó, nói tới đây đó là chúng ta có thể khẳng định được hay chưa? Đó là quân nổi dậy, quân chính quy hay không? Hay là bọn khủng bố? Bởi vì cái mục tiêu mà họ nhắm vào luôn luôn là dân thường. Họ đợi những cái sự kiện gì mà quy tụ được cái số đông là họ gây cái tiếng vang. Mà các anh chị thấy, bệnh viện này, trường học này, sân vận động này, rạp chiếu phim này, toàn là lựa những cái hoạt động mà ở đó có đầy những cái người dân thường. Cái hành động đó là cái hành động gì? Coi thường sinh mạng của người dân. Thì các anh chị thấy, từ thời chiến tranh ha, họ coi sinh mạng người dân như cỏ rác. Như vậy thì họ chiến đấu vì cái gì? Họ có phải chiến đấu vì cái lý tưởng không? Là vì bảo vệ dân tộc không? Còn nếu mà nói rằng là để mà bảo vệ lãnh thổ lúc đó nó đã chia ra hai miền Nam Bắc rất là rõ. Miền ngoài sống ở miền ngoài, miền trong sống ở miền trong. Mắc cái gì mà muốn bảo vệ lãnh thổ? Xua quân xuống như vậy là một cái hành động đi cướp. Đi cướp, đi phá. Và trên cái bước đường cướp phá của mình đó, họ hoàn toàn không có coi trọng cái tánh mạng của người dân thường. Nếu họ không coi trọng cái tánh mạng của người dân thường thì đó không bao giờ là một cái cuộc chiến đúng nghĩa hết trơn á. Coi sinh mạng người ta như cỏ rác vậy. Thì các anh chị thấy từ trong thời bình, từ trong thời chiến, bây giờ sang tới thời bình cũng vậy. Sinh mạng của người dân Việt Nam của mình chưa bao giờ được coi trọng. Đừng nói là chiến tranh không có mắt, súng đạn không có mắt. Súng đạn nó không có mắt, nhưng mà cái người cầm súng đạn để mà bắn, họ có mắt. Chẳng những họ phải có một cái đôi mắt sáng, mà họ còn phải có một cái đôi mắt trong cái tâm hồn của họ, trong cái trái tim của họ. Cái đôi mắt ở bên trong của họ cũng phải sáng suốt để mà phân địch đâu là kẻ thù, đâu là dân lành chứ. Cái luận điệu mà chiến tranh là luôn luôn có mất mát, chiến tranh là luôn luôn có chết chóc tang thương, và súng đạn thì vô tình không có mát, nhưng con người là hữu tình. Cái cây súng tự thân nó không có bắn được trừ khi mình cướp cò. Thành ra tất cả những cái luận điệu đó chỉ là biện minh cho một cái hành động tàn ác của mình mà thôi. Và khi mà trên cái bước đường tiến quân, đừng nói là bảo vệ lãnh thổ, bởi vì lãnh thổ của họ là từ cái vĩ tuyến 17 trở về trước. Nếu mà họ muốn bảo vệ lãnh thổ thì họ phải bảo vệ cái lãnh thổ trên địa đầu chiến tuyến, đó là những cái vùng biên giới giáp với lại cái nước ngoại bang cơ, thì đó mới gọi là bảo vệ lãnh thổ. Còn đằng này họ tràn qua cái vĩ tuyến 17 là cái ranh giới phân định nước Bắc và nước Nam. Họ tràn qua cái vĩ tuyến 17, hành động đó là hành động xâm lược, là hành động xâm lăng. Đó là hành động của những kẻ cướp. Và trên cái bước đường tiến chiếm, cướp bóc giết phá của mình, họ không bao giờ cân nhắc tới những cái người dân lành vô tội cả. Các anh chị thấy cái hành động đó có được chúng ta coi rằng đó là của quân nổi dậy không? Ai nổi dậy bây giờ nếu không phải là Việt Cộng? Và là Việt Cộng nằm vùng, là những cái con người ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, ai là quân nổi dậy? Và cái hành động của cái đóng quân nổi dậy đó, nó cũng hệt như là cái hành động của một cái tổ chức khủng bố vậy. Nói tới nói lui để khẳng định một điều: nổi dậy cũng họ, mà khủng bố cũng họ, tàn tệ.
Anh chị mời các anh chị nghe một ca khúc của nhạc sĩ Anh Bằng. Anh chị cố tìm cái ca khúc mà nhạc sĩ Anh Bằng viết cho cái cuộc thảm sát Cai Lậy, nhưng mà anh chị chỉ có thấy lời bài hát thôi, mà anh chị không có thấy cái ca khúc được ai trình bày hết. Thành ra anh chị mời các anh chị nghe ca khúc Chuyện Một Đêm của nhạc sĩ Anh Bằng qua tiếng hát của Hoàng Oanh. Thank you.
suốt đời. Vuốt ve lần cuối trước khi xa, còn suốt đời. Ca khúc buồn não ruột hả các anh chị? Buồn não ruột. Đây là một cái ca khúc của nhạc sĩ Anh Bằng, Chuyện một đêm. Thật ra đó, những cái chết chóc tang thương ở trong cái thời chiến đó các anh chị, thì dĩ nhiên ha, cái cuộc chiến nào thì cũng bên này không chết thì bên kia chết, hoặc là đôi bên cùng chết, chết ít chết nhiều. Nhưng mà nó có những cái chết mà phải nói rằng là nếu như những cái người dân đó mà họ ở gần những cái vùng biên giới hoặc là những cái vùng mà thường có giao tranh thì có thể nó xảy ra những cái chết như vậy. Còn đằng này ở sâu ở trong hậu phương, ở sâu ở trong, tức là ở xa rồi, ở xa chứ không có ở ngoài tiền đồn đâu, mà tại sao vẫn có những cái chết như vậy thì thật là không có hiểu nổi. Họ nhắm vào những cái đối tượng là dân lành không à? Họ nhắm vào những cái đối tượng không có phải là quân nhân hay là toàn là người già rồi trẻ em rồi phụ nữ. Cái hành động khủng bố ví dụ như anh Bảy Lốp, anh chàng Bảy Lốp mới hôm rồi các anh chị có coi cái video clip bà vợ ông Bảy Lốp già rồi tóc bạc ngồi kêu thằng Loan, thằng Loan. Cái hình ảnh mà tướng Loan bắn vào đầu Bảy Lốp là cái hình ảnh của một cái ký giả người Mỹ, họ, phóng viên chiến trường, họ đăng tải cái bức ảnh đó. Cái bức ảnh đó nó hủy hoại cái cuộc đời binh nghiệp của tướng Loan, mà sau này cái vị ký giả đó là trở thành bạn thân của tướng Loan ở bên Mỹ và xin lỗi ông rất là nhiều lần, kể cả là những cái lần họp báo công khai để mà xin lỗi tướng Loan vì cái hình ảnh đó. Tại vì á, tụi Việt Cộng họ dùng cái hình ảnh đó để mà họ tuyên truyền cho cái thể chế Mỹ ngụy. Nhưng mà sự thật họ đâu có biết, họ đâu có nói thêm cho lớp trẻ chúng ta hiểu rằng là tại sao tướng Loan xử tử Bảy Lốp ngay tại chỗ, mà ở cái vùng đó là cái vùng đang xảy ra chiến tranh, cái vùng đó chiến trường thì cái vị tướng hoàn toàn có quyền quyết định tại chỗ, có thể mở ngay cái tòa án xử ngay tại chỗ. Là cái gì? Bảy Lốp là tên Việt Cộng quăng lựu đạn giết chết một gia đình của một cái vị cấp dưới của tướng Loan nữa, mà ở trong gia đình là có mẹ già này, có vợ này, có con thơ này. Tại sao mà chơi cái trò hèn hạ mà đi quăng lựu đạn giết người già, trẻ nhỏ và vợ hiền của người ta? Thành ra khi mà bắt được thì hỏi các anh chị làm sao mà mình không xử tử nó được, phải không? Còn cái chuyện bây giờ Việt Nam mà các anh chị thử nghĩ coi, ở dưới Cai Lậy mà bây giờ đang là cái bot, cái trạm thu phí BOT Cai Lậy cũng đang nóng hổi đó, các anh chị thấy không? Ở cái vùng đó thì mình giáp với cái gì? Mình có phải là vùng Quảng Trị không? Mình có phải là Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, những cái tỉnh thành mà nó giáp ranh với coi như là địa đầu chiến tuyến của Việt Nam Cộng Hòa đi, của miền Nam Việt Nam đi, gần với lại cái vĩ tuyến 17 đi. Cai Lậy nó nằm tít ở dưới phía này mà, ở dưới đâu đó, Mỹ Tho, Bến Tre, rồi nó nằm ở dưới miền Tây Nam Bộ mà. Nó đâu có giáp với lại những cái vùng mà địa đầu mà nóng hổi mà giao tranh đâu. Nhưng mà vẫn có những cái việc chết. Ví dụ như anh Chi kể cho các anh chị nghe một cái câu chuyện anh Chi được nghe kể lại. Đó là tháng Giêng năm 72, các anh chị còn nhớ không? Ở cái sân vận động Quy Nhơn. Ở sân vận động Quy Nhơn thì cái ngày đó là ông Đại tá Nguyễn Văn Chức, ổng về ổng nhậm cái chức tỉnh trưởng của Bình Định, thì ổng mới tổ chức một cái buổi gặp gỡ với tất cả các cái hội đoàn dân sự, rồi tất cả các cái hội đoàn bên tôn giáo, rồi bên hướng đạo, rồi sinh viên học sinh, à Cai Lậy Tiền Giang. Dạ cảm ơn nha, Cai Lậy Tiền Giang, bot Cai Lậy Tiền Giang, thì cái trường tiểu học Cai Lậy này cũng ở Tiền Giang. Thì anh chị xin kể cái câu chuyện để mình đưa ra những cái dẫn chứng rằng là cái đối tượng mà quân khủng bố
hay mà nói một cái mỹ từ mỹ miều đó là quân nổi dậy, quân kháng chiến nổi dậy đó. Cái quân kháng chiến nổi dậy này nó rất là mất dạy các anh chị. À, quân kháng chiến nổi dậy nó cái đối tượng mà nó tập trung vào để mà nó gây khủng hoảng đó không phải là các cái lực lượng quân nhân của Việt Nam Cộng Hòa đâu, mà cái đối tượng mà cái quân kháng chiến nổi dậy đó nó muốn khủng bố tinh thần, nó muốn gây cái nỗi sợ hãi và cái sự khủng hoảng. Cái đối tượng của nó là dân thường, là dân lành. Thì bởi vậy anh chị mới nói cái quân kháng chiến nổi dậy nó rất là mất dạy, nó rất là man rợ, tàn ác, vô nhân đạo. Bởi vì cái đối tượng của nó là những cái người dân lành. Người dân lành người ta không có vũ khí và người ta cũng không có kinh nghiệm chiến trường và người ta hoàn toàn vô tội. Thì cái ngày mà cái đại tá Nguyễn Văn Chức ổng nhận cái chức tỉnh trưởng của tỉnh Bình Định thì ông tổ chức một cái buổi giống như là lửa trại ban đêm ở trong cái sân vận động. Ông gặp gỡ tất cả các cái hội đoàn đảng phái rồi các cái bên của tôn giáo rồi hướng đạo rồi sinh viên học sinh thanh thiếu niên đại khái như vậy rất là đông. Ông tổ chức một cái buổi lửa trại như vậy ở trong cái sân vận động thì ông ngồi ở giữa trên một cái ghế, ông ôm cái đàn ông hát. À, rồi cái vòng gần ổng nhất là những cái em nhỏ nhất, học sinh tiểu học, trung học, rồi hướng đạo, rồi cái lớp vòng ngoài thanh niên, sinh viên, rồi lớp vòng ngoài nữa là các cán bộ, công nhân viên chức, rồi các cái hội đoàn tôn giáo như nào, họ vây vòng trong vòng ngoài, họ đang sinh hoạt với nhau một cái buổi tối. Thì trong đó đó cái người mà kể đó là cái chị đó bây giờ chị ở Nam Cali á, chị nóng quá, chị cũng đứng ở vòng trong tại lúc đó chị đang là học sinh trung học, à, nữ sinh trung học. Chị nóng quá thì chị mới đi ra ngoài, chị đi ra ngoài cho nó đỡ nóng, cho nó đi xa khỏi cái ngọn lửa. Khi mà chị đi ra ngoài, chị vừa mới quay lưng đi, chị đi ra một chút thì chị nghe một cái bùm, chị nghe một cái bùm thì chị bị cũng bị cái sức ép của cái nổ đó, chị cũng văng ra. Rồi cái một cái người anh này là anh thứ bảy của nhà gia đình chị đó chạy tới ở nhà, tại vì cái nhà của họ đó cách cái sân vận động không có bao xa. Thành ra họ nghe tiếng nổ như vậy là họ biết bị pháo kích rồi, họ chạy tới. Thì khi mà họ chạy tới đó là đây là cái câu chuyện anh Chi nghe kể, nghe những cái người nhân chứng có mặt tại chỗ kể cho anh Chi nghe. Cái đó là tháng Giêng năm 72 á. Anh chạy tới là anh thấy trời ơi, xác đồ nằm như rạ mà toàn là con nít với thanh niên không à. Rồi anh bế cái cô này, anh bế cái chị này chạy về nhà. Nhà cách không đầy một cây số mà. Thì tại vì cái chị này là cái chị thứ 8, ảnh là người thứ 7, ảnh bế cái chị này đi về nhà. Sau rồi ảnh người ảnh máu me, chị cũng máu me không nhưng mà không có sao hết. Ảnh để cái chị này lúc đó đang xỉu rồi ở nhà, nói với gia đình là không sao không sao, ở ngoài kia người chết nhiều lắm. Ảnh chạy trở lại sân vận động, lúc đó xe cứu thương cứu hỏa đồ người ta tập trung rất là đông. Rồi ảnh phụ để mà khiêng những cái xác đó đi lên đi, đi 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 lên xe cứu thương cứu hỏa. Rồi sáng ngày tức là cả cái đêm đó ảnh giúp những cái người thanh niên khỏe mạnh đó, họ giúp nhau vận chuyển những cái xác chết rồi những cái xác người bị những cái xác chết rồi những cái người bị thương nặng nằm la liệt đại khái như vậy. Sau đó rồi đến nửa khuya luôn hả, nửa khuya quá, nửa khuya mới về nhà. Sáng hôm sau đó anh Bảy đó ảnh mới chở người em út của mình đi ra sân vận động để coi. Thì các anh chị biết không, cái sân vận động mà cái chỗ bị quăng bom đó, thực ra là nghe tới nhiều tiếng bùm bùm lận, nghe tới nhiều tiếng ha, mà cái tiếng bùm mà to nhất đó thì tạo ra một cái hố sâu giống như một cái tổ chim vậy đó, rất là to. Mà hai anh em sáng hôm sau quay trở lại thì thấy dép dép không là dép, giày dép đồ khắp nơi, người ta đã vận chuyển hết những cái xác đi rồi và những cái người bị thương đi rồi. Nhưng mà sáng hôm sau hai anh em quay trở lại là trời ơi, dép ơi là dép, giày dép rồi này kia cái nọ và máu đó. Thì các anh chị biết á, cái đó là một cái vụ cũng chấn động ở tại Quy Nhơn, à, sân vận động Quy Nhơn. Sau nhiều nhiều tuần được đại khái là điều tra nhưng mà đâu có bắt được. Thì bên cảnh sát của Việt Nam Cộng Hòa đó ở cái tỉnh Bình Định ở Quy Nhơn đó, họ mới lập lên một cái kịch bản các anh chị. Thì cuối cùng là bắt được một cái cậu bé, bắt được một cái cậu bé mà cậu bé đó có 15 tuổi thôi. Và lên trên đài truyền hình Quy Nhơn thừa nhận rằng là mình bị Việt Cộng xúi giục quăng bom giết, nhưng mà có 15 tuổi à, vẫn là vị thành niên cho nên được hưởng một cái án cũng khá là nhẹ.
Tại sao cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa họ họ dựng lên cái kịch bản đó là để họ xoa dịu cái lòng dân, bởi vì dân người ta tức tối lắm. Một cái buổi sinh hoạt như vậy, của dân thường như vậy mà bị tấn công như vậy, thì phía cảnh sát, phía nhà nhà chức trách họ cũng muốn xoa dịu cái lòng dân. Thật ra họ lập lên một cái kịch bản như vậy. Cái cậu bé đó tên là Nguyễn Văn Chức luôn, cũng cùng tên với lại ông đại tá đó, mà cậu bé đó thì hưởng một cái án cũng nhẹ thôi để mà xoa dịu dân chúng. Tại vì sự thật là biết bị Việt Cộng tấn công nhưng mà không có bắt được. Thì cuối cùng nhiều năm sau này đó, nhiều năm sau này, sau khi mà quân kháng chiến nổi dậy đó, quân 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 khủng bố đó, mà nó thành công trong cái công cuộc mà cướp chính quyền của nó rồi đó, thì lúc đó nó mới kêu là khoe đó, mà nó mới phô trương những cái thành tích của nó ra. Thì các anh chị thấy lần lượt ha, các cái nữ biệt động quân Sài Gòn hay là các cái nữ biệt động quân của những cái thành phố, các anh chị biết rằng là ở khắp các cái tỉnh thành, nhất là những cái thành phố lớn, luôn có những cái đội kêu là đội biệt động. Ở Sài Gòn thì kêu đội biệt động Sài Gòn đó. Thì sau này, sau 75 rồi, dần dà khi mà cái bên thắng cuộc, người ta bắt đầu người ta phô trương cái thành tích của họ đó, để mà người ta lập nên những cái chiến công của những cái anh hùng cách mạng rồi đó, thì người ta mới dần dần người ta bày ra, người ta mới khai ra trên báo chí rồi này kia. Thì là cái gì, cái sự kiện mà bỏ bom của cái sân vận động Quy Nhơn đó là do một nhóm các cái chị nữ biệt động Quy Nhơn làm. Sau này là mấy bà được gắn huy chương hết rồi, mấy bà được được chức này chức kia rồi, mấy bà cũng thành nữ anh hùng cách mạng rồi hết rồi. Thì là do là mấy mấy chị gái biệt động quân đó quăng bom xong rồi rút, nhưng mà đâu có bắt được. Thì không bắt được thì bây giờ làm sao, thành ra đưa một cái cậu bé cũng lấy cái tên là Nguyễn Văn Chức lên đài truyền hình nhận tội rằng là mình đánh bom cái đêm đó, nhưng mà sự thật thì không phải. Thì có một cái anh mà anh chị quen kể chuyện, thì qua hôm sau, qua mấy những ngày sau ở trên TV đó, là ông đại tá tỉnh trưởng Quy Nhơn, Bình Định đó, Quy Nhơn đó, ông Nguyễn Văn Chức, ông cũng lên trên TV để mà ông xin lỗi người dân. Mà các anh chị biết khi mà ông lên TV đó thì người ngợm ông cũng băng trắng hết trơn, tại ông bị thương rất là nặng, còn có lòi có cặp mắt ra thôi. Và ông xin lỗi người dân rằng là ông cũng như là quân cảnh Quy Nhơn, Bình Định không có biết, không có lường trước được, không có lường trước được là Việt Cộng nó lại tấn công như vậy. Các anh chị thấy lỗi đâu phải ở họ đúng không? Lỗi không phải ở họ, nhưng mà cái trách nhiệm bảo vệ người dân thuộc về họ, thành ra họ vẫn phải nhận lỗi như thường. Cái các anh chị thấy Việt Nam Cộng Hòa hả? Quân lực Việt Nam Cộng Hòa hay quân cánh Việt Nam Cộng Hòa cũng vậy. Cái trách nhiệm của họ, họ là cái gì? Đối với họ là cái gì? Là tổ quốc, danh dự và trách nhiệm. Bây giờ các anh chị bị đánh lén mà đâu có trách tội các anh chị được, nhưng mà bởi vì họ, cái trách nhiệm của họ là bảo vệ cái an nguy cho đồng bào, cho người dân, thành ra bị Việt Cộng pháo kích một cách đột ngột như vậy, không phải lỗi họ đâu, nhưng mà họ vẫn cảm thấy áy náy vì họ không có bảo vệ được cho người dân, cho nên họ cũng lên đài họ xin lỗi, mặc dù là ổng cũng nát bét hết trơn á, băng trắng từ đầu chí cuối, còn lòi có cái con mắt ra thôi. Thì các anh chị thấy biệt động quân thực chất là cái gì? Biệt động quân thực chất là những cái người khủng bố không à, mà không hiểu lấy cái gì để mà ăn mừng, lấy cái gì để mà tự hào và hãnh diện để mà trao huy chương cho nhau. Thử hỏi những cái thằng cha con mẹ khủng bố đó bây giờ đêm đến có ăn ngon ngủ yên không, hay là vẫn cứ cho rằng là mình đã lập nên những cái thành tích. Thành tích gì, thành tích gì khi mà toàn là tấn công dân thường không vậy? Cho nên mới nói rằng á, cái tâm hồn nó lỡ lói các anh chị, cái tâm hồn nó lỡ lói và cái tâm hồn nó bình hoàng thì mới cho đó là những cái thành tích để mà có thể tự hào. Biệt động thành toàn là khủng bố không hà, tại sao không có như người ta đường đường chính chính đi ra mà gì mà cầm súng mà gọi là sáp lá cà với nhau, mà đấu tay đôi với nhau, mà tại sao mà cứ chơi trò bắn lén với đánh lén không vậy?
có cái gì để mà tự hào hả? Những cái huân chương ở trên mình của họ đó, một cái huân chương như vậy là tiêu biểu cho bao nhiêu sinh mạng của đồng bào. Hay là bây giờ cho rằng là nó miền Nam không phải là đồng bào, thành ra giết nó không cần thương tiếc, giết nhầm còn hơn bỏ sót. Các anh chị thấy Việt Cộng á, họ mâu thuẫn cái chỗ này nè, Cộng sản Việt Nam họ mâu thuẫn cái chỗ này nè, hai miền Nam Bắc đã phân chia, đã ký cái hiệp định chia đôi đất nước ra, mà cái việc mà chia đôi đất nước ở cái vĩ tuyến 17 là cái ý của Hồ Chí Minh và cái bộ chính trị của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tổng thống Diệm là không có đồng ý cái việc này, Tổng thống Diệm không có đồng ý chia đôi đất nước, là bởi vì ông biết khi mà chia đôi đất nước như vậy là một nửa cái đất nước này sẽ phải chịu cái cảnh tù đầy tang tóc, sống khổ sống sở dưới cái ách cai trị của Cộng sản. Và khi mà chia đôi cái đất nước như vậy đó là Cộng sản Bắc Việt có cái cớ ngăn chặn cái sự can thiệp của cái đồng bào miền Nam trước cái việc mà Trung Quốc tràn quân sang. Tổng thống Diệm á và cái ban cố vấn của ông nhìn ra rất rõ cái âm mưu của Cộng sản Bắc Việt. Thực chất muốn chia đôi đất nước là để tiện bề ở ngoài này á, là đón giặc tàu vào để mà củng cố cái lực lượng, cái nội bộ để mà từ đó xua chiếm luôn miền Nam. Như vậy thì toàn cõi Việt Nam là sẽ lọt vào tay Trung Cộng. Thực ra cái mưu đồ mà biến cái Việt Nam của mình thành một phần của Trung Cộng, cái mưu đồ đó nó đã nảy sinh ra từ những cái năm đầu khi mà cái Đảng Cộng sản Việt Nam nó được hình thành. Cho nên cái việc mà chia đôi đất nước ở vĩ tuyến 17, sự thật mà nói Việt Nam Cộng hòa họ không có đồng ý, Tổng thống Diệm không đồng ý, Tổng thống Diệm không ký vào cái hiệp định đó. Mà cái việc đó đó là Hồ Chí Minh thúc thúc ép người Mỹ người Pháp ký cái làm cái việc đó. Thì mới thấy, bởi vì các cái em dư luận viên vẫn thường hỏi ai là cái người chia đôi đất nước năm 54. Mấy em không có biết gì về lịch sử, mấy em được dạy rằng là thằng Diệm, thằng Nhu nó chia đôi đất nước, nó bán đất nước vào tay Mỹ, tay này kia kia nọ, tay đế quốc. Mà sự thật ra Tổng thống Diệm không phải là cái người ký vào trong cái hiệp định đó, và ông cũng không đồng tình cái để mà cho cái việc chia đôi đất nước xảy ra. Nhưng mà các em đâu có biết, bởi vì các em được nhồi như vậy thì các em chỉ biết như vậy, trong khi Hồ Chí Minh lãnh tụ của các em mới là cái người đi mà thúc cái việc ký cái hiệp định đó để mà chia đôi đất nước ra để mà tiện bề. Cuối cùng là cái gì? Cuối cùng giống như Tổng thống Diệm đã nói, khi mà cái thành trì chống cộng cuối cùng mà sụp đổ thì toàn cái dân tộc này sẽ thành nô lệ cho Trung Trung Cộng. Cái bộ chính trị, cái ban tư vấn, cái ban cố vấn của Việt Nam Cộng Hòa và Tổng thống Ngô Đình Diệm họ nhìn ra rất là rõ. Khi mà cái đất nước Việt Nam này mà rơi vào tay Cộng sản thì là cái dân tộc Việt Nam này sẽ là một phần của cái đất nước Trung Quốc. Chúng ta không nhìn thấy cái điều đó. Một lần nữa khẳng định với các anh chị, biệt động thành là quân khủng bố. Và đối tượng của các cái đội biệt động thành là nhắm vào dân thường. Nếu họ không nhắm vào dân thường thì đã không có những cái pháo kích hay là những cái mà quăng bom vào nhà dân, vào trường học của con nít, vào sân vận động, vào rạp chiếu phim cinema. Không có cái chuyện đó đâu. Các chị thấy thảm sát cai lậy mà hôm nay là coi như chúng ta đó tưởng niệm 44 năm ha. Tỉnh Định Tưởng ngày xưa là Tiền Giang, bây giờ Việt Cộng pháo kích đạn cối 82 mm vào trường tiểu học Cai Lậy, tỉnh Định Tường tức là Tiền Giang bây giờ đó, lúc 2:55 trưa ngày 9 tháng 3 năm 74, đúng ngay lúc các em đang trong giờ ra chơi, giết chết 32 em học sinh và 55 em học sinh khác bị thương, sau đó cũng có những em tử vong.
Mà trước đó, đó vào năm 72 đó, Việt Cộng cũng đã pháo kích vào trường tiểu học cộng đồng Song Phú, quận Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, gần với chi khu biệt lập Ba Càng, giết chết nhiều em học sinh thơ dại. Và trong cái sân trường tiểu học Cai Lậy có một cái tấm bia, ha, tấm bia đá đó kể tội ác Việt Cộng đã sát hại những cái em học sinh vô tội với tên của các em. Thì sau cái ngày 30 tháng 4 năm 75, Việt Cộng đã đập phá và thủ tiêu cái chứng tích tấm bia lịch sử này. Hiện nay đó, chúng ta còn 3 người là nhân chứng tận mắt chứng kiến cuộc pháo kích thảm sát của Việt Cộng sáng ngày trưa ngày 9 tháng 3 năm 74 tại trường tiểu học cộng đồng Cai Lậy đó. Chính 3 người này đã đích thân bồng bế các em bị thương đầy máu me lên xe cứu thương trở về trung tâm y tế toàn khoa tỉnh Định Tường cấp cứu. Và cả 3 người này thì hiện nay 2 người thì đang sống ở Westminster, California và ở Hoa Kỳ, và một người sống tại Jacksonville, Florida của Hoa Kỳ. Các anh chị thấy thấy cái giống gì mà nó cứ nhè vào dân thường để mà nó tấn công như vậy các anh chị? Còn cái sự việc mà anh chị kể cho các anh chị nghe đó là cái sân vận động Quy Nhơn đó, có một cái câu chuyện thương tâm là ở trong đó có 2 người, thầy một cái thầy giáo tên là thầy Khanh, rồi một cái cô giáo tên là cô Yến. Cô Yến với thầy Khanh là những người đều dạy ở những cái trường trung học nổi tiếng của Quy Nhơn lúc bấy giờ. Thì cái khi mà cái pháo kích đó là cô Yến cổ chết ngay tại chỗ, còn thầy Khanh thì bị thương rất là nặng, đưa vô nhà thương. Thì khi ổng vô tới nhà thương, ổng còn trong cái cơn nguy kịch, nhưng mà ổng lúc nào cũng hỏi về vợ mình, thì người ta giấu, người ta không có cho ổng biết là cô Yến mất rồi. Rồi cho đến khi mà ổng bình phục một phần nào, ổng qua cái cơn nguy kịch rồi, thì lúc đó đó mới cho ổng biết rằng là cô Yến đã chết tại chỗ tại cái đêm đó. Ổng khóc nhiều ngày ở trên trường, ở trên giường bệnh, ổng khóc nhiều ngày ở trên giường bệnh. Rồi sau đó ổng phục hồi thì chính quyền mới cho ổng đi du học, qua Tân Tây Lan du học. Thì những cái người nhân chứng còn sống này á, bây giờ họ cũng ở Mỹ đó. Cái anh 7, chị 8 mà anh Chi kể đó, nhân chứng, cái chị đó lúc đó chỉ là nữ sinh trung học, hiện giờ họ đang ở Mỹ. Có nhiều người nhân chứng cho cái chuyện này lắm. Cái đám tang của cô Yến đó là cả ngàn học sinh, không chỉ có một cái trường trung học mà cô dạy, mà những cái học sinh trường khác họ cũng đi đưa. Tại vì họ là những cái người thầy cô giáo rất là có tiếng và được học sinh yêu quý. Và các anh chị thấy tội nghiệp cho dân lành. Dân lành vô tội đã chiến tranh là một cái gì đó nó rất là tang thương, nó rất là đau đớn rồi. Mình nó không phải chỉ riêng bên phía Việt Nam Cộng Hòa, ngay cả bên Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tức là Cộng sản Bắc Việt cũng vậy. Con em họ đi ra xa trường, họ chết, người nhà cũng đau khổ. Nhưng mà có điều rằng là cái chết của họ đó, nó chết vì những cái mục đích khác nhau, vì những cái lý tưởng khác nhau. Mà người nhà của những cái người bộ đội, người lính của Hồ chết vì những cái điều mà vô duyên, vô nghĩa đó. Nhưng mà gia đình họ không có thấy cái điều đó. Bởi vì sao? Bởi vì họ bị tuyên truyền rồi, các anh chị thấy không? Khi mà anh chị coi cái video clip mà của bà vợ tướng Loa, bà vợ ông Bảy Lốp, tên khủng bố đó, biệt động thành đó, mà hận tướng Loan, hận thế này thế kia, rồi bà khóc và bà nói cho đến cái ngày bà chết, bà nhắm mắt bà chết, bà cũng không quên được cái mối thù này. Vậy thì phải ai đó phải hỏi bà chứ, tại sao cái lúc chồng bà quăng lựu đạn vô trong gia đình người ta, chết vợ người ta, con thơ người ta, 2-3 đứa mẹ già người ta, vậy thì cái mối thù này làm sao đây? Cái mối thù này làm sao đây? Các anh chị thấy không? Người dân của mình họ bị lừa. Họ bị lừa từ Bắc chí Nam, mà đó là mình nói từ cái thời bình, từ cái thời chiến, xin lỗi, mình nói từ cái thời chiến. Người dân của mình á, là đã chịu những cái tang thương nghiệt ngã, thì bây giờ mình đổ thừa vô chiến tranh nó như vậy đi. Vậy thì bây giờ cái thời bình nè, của người dân mình nè, người dân mình vẫn chết vô tội, và có những cái chết không thể tưởng tượng được. Ví dụ như chúng ta thấy có bao nhiêu thanh niên khi đi vào đồn công an rất khỏe mạnh, không đau ốm, bệnh tật cũng không trầm cảm, trầm uất, mà ra khỏi đồn công an hoặc là hồn siêu phách lạc, hoặc là tàn phế, hoặc là có những em đi rồi không trở về nữa, những người đi rồi không trở về nữa, vào đồn công an rồi đâm ra trầm cảm thế nào rồi lại treo cổ tự tử, chết đủ mọi lý do hết,
Thời chiến cũng chết mà thời bình cũng chết, mà thời bình chết còn nhiều hơn thời chiến nữa cơ. Mà chết vì những cái mà tai bay vạ gió. Cái kiểu gì cũng chết ở trên cái một cái đất nước thanh bình thấy sợ. Hát karaoke to quá cũng chết các anh chị thấy không? Đi ăn đám cưới hát dở quá cũng chết. Kiểu gì cũng chết hết đó các anh chị. Bây giờ mình nói tới cái việc đó là một vài cái sự chia sẻ anh Chi vừa mới kể với các anh chị về cái cuộc pháo kích thảm sát ở ở sân vận động Quy Nhơn, để mà nói rằng là cái việc mà Việt Cộng họ pháo kích vào trường tiểu học Cai Lậy hay là vào một cái trường trường tiểu học khác nữa, giết chết bao nhiêu cái chuyện giết người đó đối với họ là một cái gì đó nó rất đỗi bình thường, nó không có cái gì là phải cắn rứt lương tâm. Ở Quy Nhơn thời đó rạp chiếu bóng Trưng Vương bị đặt plastic chết rất nhiều. Rồi hình như ở khách sạn Caravelle Sài Gòn cũng chết không quý vị? Toàn là những cái mục tiêu dân sự bị tấn công không à. Thiệt là nhục nhã. Rồi các anh chị thấy có những cái gương kêu là những cái gương anh hùng mà chúng ta được được học. Nào Võ Thị Sáu, nào Lê Văn Tám, nào Nguyễn Văn Trỗi rồi. Thì các anh chị thấy thí dụ như mà tẩm xăng rồi lao vô kho đạn hay là kho xăng dầu gì ở Thị Nghè rồi gì đó, toàn là những cái chuyện nhảm nhí không các anh chị thấy không? Học về anh hùng thì học như vậy, mà trên thực tế đó là dân lành vô tội chết biết bao nhiêu bởi những cái anh trai chị gái khủng bố đó thì mình đâu có được học. Nhưng mà nó lại được nâng lên, nó được thổi phồng, nó nâng lên ở một cái tầm vóc khác. Đó là những cái thành tích, đó là những cái chiến công góp phần gây hoang mang cho quân địch. Mà xin lỗi chứ, động được tới hình cọng lông chân của quân địch không, hay là toàn là đem đầu những cái người dân thường vô tội ra để mà hành quyết người ta không? Nào là nửa đêm mà trà trộn vô. Anh Chi có một anh bạn, anh Tim ở bên Minnesota, anh hay kể cho anh Chi nghe lắm. Anh nhà anh ở Đà Nẵng, ở những cái vùng mà giáp ranh, các anh chị biết hả, nửa đêm á tụi nó lẻn vào nhà, tụi nó kề dao ngay cổ. Có theo kháng chiến không? Không theo thì nó cứa, thì bắt buộc phải theo. Thì theo phải theo như thế nào? Theo á, là phải nuôi giấu cán bộ, phải tiếp tế lương thực cho cán bộ. Mà thậm chí các anh chị biết hả, kề dao vô cổ vậy nè, hỏi có theo kháng chiến không? Có theo kháng chiến, có theo cách mạng không? Kêu là có theo cách mạng không đó. Không theo là có chuyện. Xong rồi đó, nếu mà theo, dạ, theo đó, thì buộc phải làm những cái phận sự gì, buộc phải làm những cái nhiệm vụ gì, và trước khi mà rút đi còn hăm dọa thêm một câu, dặn cái gì là phải nhớ, cái nhiệm vụ này vụ kia là phải hoàn thành, không hoàn thành á là chiều con mày đi học ra là không có về nhà nữa đâu. Thì hỏi các anh chị làm sao mà người dân dám nói không được, làm sao người dân dám nói không? Bao nhiêu là nhân chứng sống, người ta còn sờ sờ đây, người ta kể chuyện cho mình nghe. Anh Tim ảnh kể cho anh Chi nghe rất là nhiều chuyện về những cái người dân lành không ưa cộng sản đâu, nhưng mà bất đắc dĩ cũng phải trở thành người có công với cách mạng, bởi vì bị kề dao kề cổ, bị kề súng vào đầu, không đi theo cách mạng, không che chở đùm bọc cho cách mạng, không góp công góp sức vào cách mạng là bị cách mạng thủ tiêu cướp cổ chết à. Còn thêm hăm dọa, ai cũng có con em rồi, con em cũng phải đi học không, thành ra còn bị hăm dọa. Mày mà không theo cách mạng, mày mà không làm nhiệm vụ này nhiệm vụ kia để mà giúp cán bộ hay là nuôi cán bộ hay này nọ, là con em mày đi học rồi, nó về nhà nó chỉ còn có một cái chân thôi, hoặc là nó không có về được tới nhà đâu. Thì các anh chị bị uy hiếp, các anh chị bị kêu là bị ép buộc vào một cái tình thế như vậy, các anh chị không muốn theo cách mạng cũng không được nữa. Chứ ở đó mà nói rằng thành lập ra một cái mặt trận giải phóng dân tộc miền Nam, ở đâu ra? Những cái người á, có một số con người ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản thật ha, mà có những cái con người bị buộc phải rơi vào cái tình cảnh đó, họ không có muốn theo cách mạng đâu, họ cũng chẳng muốn giúp gì cách mạng đâu, chơi với cách mạng giống như là chơi với con dao hai lưỡi vậy, không biết đứt tay lúc nào, họ không muốn đâu, nhưng mà họ bị ép buộc, họ bị bắt buộc. Không lẽ bây giờ người ta bỏ xứ bỏ nhà cửa vườn tược người ta ra đi hay sao?
Nhưng mà nếu người ta không làm cái điều đó thì người ta cũng gặp nạn, con cái người ta cũng gặp nạn. Toàn là chơi cái trò mà đớn hèn như vậy, hăm dọa và uy hiếp người ta như vậy. Thì bảo sao mà người ta bắt buộc người ta phải theo. Cho nên nó nói thật với các anh chị đó, có dịp á, mà gặp những cái bà mẹ Việt Nam anh hùng, hoặc là có dịp mà gặp những cái gia đình có công với cách mạng đó, phải hỏi người ta coi có thực sự là mấy ông mấy bà từ trong lương tâm mấy ông mấy bà mà mấy ông mấy bà đi theo cách mạng như vậy không, hay là mấy ông mấy bà bị uy hiếp để mà buộc trở thành những cái gia đình mà bất đắc dĩ có công với cách mạng, có công với cách mạng nhưng mà là có tội với đồng bào. Thật sự là như vậy. Ngoại trừ khi mình đẻ con mình ra rồi á, rồi mình cho con mình đi kháng chiến á, thì cái chuyện đó nó khác. Còn mà bị buộc phải mà tiếp tay với tội ác đó, để mà diễn ra trong cái đời sống của người dân lành đó, mình á, bất đắc dĩ mình trở thành người có công với cách mạng. Nhưng mà như vậy, mình cũng có tội với đồng bào mình luôn. Đó là những cái người họ không thể hy sinh cái mạng sống của họ được. Thành ra họ đành phải hy sinh cái mạng sống của những cái người khác. Chính vì Việt Cộng á, Cộng sản á, họ nắm được cái điểm yếu của người ta, thành ra họ làm cái điều đó thôi các anh chị. Cho nên mới thấy cái sức mạnh của Cộng sản nó ghê gớm như thế nào. Và các anh chị phải nói, chúng ta phải thừa nhận một điều, Cộng sản quá là tinh quái, nắm rất rõ cái tâm lý con người và nắm rất rõ cái tâm lý đám đông. Chúng ta có một cái cuốn tâm lý học đám đông của một cái nhà kêu là nhà triết lý, nhà tư tưởng Le Bon của Pháp, phải không? Cái cuốn đó rất là hay. Anh chị đọc cái cuốn tâm lý học đám đông của Nhật Phong tặng. Trời ơi, đọc muốn bể đầu luôn các anh chị. Đọc phải đọc tới, đọc lui, đọc nhiều lắm để mà mình hiểu. Cái số đông nó là như vậy. Khi mà mình hiểu được cái tâm lý đám đông, mình vận dụng được cái tâm lý đám đông thì mình mới có thể làm được cái gì đó. Nhưng mà đó hoàn toàn là những cái khái niệm rất là khó nhằn. Mình đọc tới, đọc lui, mình cũng khó lắm. Nhưng mà phải nói rằng là Cộng sản họ là bậc thầy trong cái việc mà nắm được cái tâm lý của số đông. Đó là lý do mà các anh chị thấy là biết bao nhiêu triệu người bị Cộng sản dắt mũi đi, bịt mắt, dắt mũi đi ngon ơ là như vậy. Nhưng mà cái điều đáng tiếc ở đây rằng họ có cái khả năng, họ nắm được cái tâm lý đám đông, nhưng để phục vụ cho những cái mưu đồ đen tối, đó là quỷ sứ Satan dẫn đường. Chúng ta đó đang thông qua một cái dự luật để mà đổi tên nước các anh chị. Đến cái giai đoạn cũng phải hội nhập với thế giới các anh chị thấy không? Thành ra cũng phải kiếm một cái tên gì đó để mà hội nhập cho nó dễ dàng. Ví dụ như chúng ta là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thì anh chị thấy người ta đang phát động, người ta đổi tên nước rằng là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Vinadisin. Nó bắt nguồn từ cái việc là, cái này theo anh chị nghĩ thôi nha, cũng có thể rằng là mình bị nhiễm cái chất độc màu da cam dioxin á, thành ra mình bị khùng chăng. Nhưng mà cái chất độc dioxin nó chỉ là cái chất mà dioxin nó chỉ là một cái chất trắng không màu không mùi, nó là một cái thuốc diệt cỏ thôi. Hồi xưa Mỹ họ thải những cái chất độc thải những cái hóa chất để mà diệt cỏ dại thôi. Cái chất dioxin đó diệt cho cỏ rồi nó đừng có mọc lum tùm quá. Để làm chi vậy? Để Việt Cộng nó không có núp lùm được. Thì đó là cái việc của cái hóa chất thuốc diệt cỏ dioxin. Tuy nhiên là mấy ông mấy bà bác sĩ với tiến sĩ của mình á thì lại kêu là lập lên một cái cuộc đi kiện, kêu đòi công lý cho những cái nạn nhân bị bệnh đau, bị chậm phát triển. Thì cuối cùng là cái cuộc kiện đó với 10 triệu tờ đơn kêu là đi thu thập chữ ký đó, thì cái cuộc kiện đó là thua một cách nhục nhã. Thì trong những cái livestream khôi phục tâm thức Việt trước, anh Chi đã có giới thiệu, đã có trình bày với các anh chị về cái cuộc đi kiện của một đoàn bác sĩ với giáo sư và luật sư của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, sách cả một tấn tài liệu
10 triệu giấy A4 thu thập chữ ký của các cái nạn nhân chất độc màu da cam, đại khái như vậy. Thì khi mà ra tòa được hỏi chất độc màu da cam màu gì, kêu là màu cam, nhưng mà thực ra thì cái chất mà dioxin nó là cái thuốc diệt cỏ màu trắng, không màu không mùi, trắng đục, nó không phải màu cam, nó đựng ở trong những cái thùng màu cam. Thì đại khái là trong cái livestream trước anh chị đã có chia sẻ với các anh chị về cái phiên tòa xử chất độc màu da cam dioxin rồi. Và phải nói rằng là Cộng sản Việt Nam, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thắng động một cái quả nhục rất là to. Cái quả nhục đó được phát đều cho từ Bộ Chính trị cho tới các cái nhà chức trách cầm quyền, cho tới những cái vị giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ và luật sư. Khi mà tòa hỏi thì bảo đó là một cái chất độc màu cam. Thì anh chị đã có chia sẻ về cái chuyện đó rồi. Tại sao họ đi kiện cái hãng hóa chất để mà kêu đòi công lý cho các cái nạn nhân chất độc màu da cam, chất độc dioxin rồi đó. Thì chẳng qua là họ muốn lấy 2 triệu Mỹ Kim ở cái thời điểm đó. Rồi nay á, là trong cái quá trình mà đồng chí Nguyễn Xuân Phúc cứ vác rổ vác rá đi xin rồi đi vay, đại khái là đi vay xong rồi nếu mà được thì không hoàn lại nhé, thì càng tốt hơn. Các anh chị có thấy ví dụ như bây giờ các anh chị kẹt quá, các anh chị phải đi vay, nhưng mà đồng chí Phúc nhà mình phải công nhận rằng là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đó, khi mà ông lựa chọn cái nhân vật để mà ông đặt vào cái ghế, cái vị trí thủ tướng đó, phải công nhận là ông Nguyễn Phú Trọng ông cũng là một bậc anh tài hào kiệt, phải không các anh chị? Là một bậc anh tài hào kiệt hiếm có trong lịch sử Việt Nam. Thì chọn một cái nhân vật rất là đúng, cái mặt thì cứ đực ra, cứ đơ ra. Đại khái rằng là Thủ tướng Phúc đã có một cái lớp kem chống nhục rất là hiệu quả, rất là công hiệu rồi. Cho nên ổng vác cái rổ đi khắp nơi để ổng đi vay. Thậm chí rằng là ngay cả khi ổng đi vay rồi á, ổng bày tỏ ổng muốn vay bao nhiêu, vay như thế nào. Ổng thòng thêm một câu là nếu mà không phải hoàn lại thì càng tốt nhé. Các anh chị thấy không? Phải nói là ông đảng trưởng, ổng đi tìm một cái nhân vật, phải nói một cái tay chân làm việc rất là hiệu quả, một cái công bộc của nhân dân rất là hiệu quả. Thì cắp cái rổ đi vay khắp nơi các anh chị, đi vay khắp nơi. Nếu mà hoặc là không lãi suất, hoặc là không hoàn lại. Thì chính vì vậy đó mà anh chị thấy trên cái cộng đồng dân tình bây giờ, người ta mới nghĩ rằng có thể rằng là cái nhà nước mà cái Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bây giờ có thể sẽ đổi tên thành là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Vinadisin. Nó cũng còn đỡ hơn là bên Venezuela chứ các anh chị, phải không? Nó còn đỡ hơn là bên Venezuela chứ. Tại vì bên Venezuela bây giờ đó, khi mà họ tới thiên đường rồi á, thì bây giờ họ lũ lượt kéo nhau đi tị nạn. Mà các anh chị thấy những cái xứ sở mà họ đã đến được cái cảnh giới là thiên đường rồi đó, thì dân tình là phải kéo nhau đi tị nạn. Mà tị nạn cái gì các anh chị có biết không? Tị nạn đói. Hơn 80% người dân Venezuela đã tìm cách thoát khỏi cái đất nước của mình và đi gọi là đi tị nạn ở những cái nước chung quanh các khu vực châu Mỹ Latin để mà tránh cái nạn đói. Và cái số người còn lại đó thì phải đối mặt với cái nguy cơ khan hiếm và cạn kiệt về lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm. Họ, những cái người mà họ ở lại, họ không có di tản á, thì họ phải đối mặt với cái nguy cơ đó, khan hiếm các cái lương thực, thực phẩm. Thì không biết rằng là Việt Nam chúng ta sẽ đi đến cái cảnh giới là thiên đường hay không. Bởi vì anh chị nghĩ rằng là chắc là lãnh đạo của Venezuela đó, họ không có trí tuệ giống như lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam chúng ta. Từ ở trên cái cấp bộ chính trị, có lẽ rằng họ thiếu đi một cái con người,
họ thiếu đi một cái con người mà phải nói rằng là có một cái tài năng giống như Nguyễn Xuân Phúc. Anh chị nghĩ như vậy. Venezuela bây giờ họ lên tới thiên đường rồi. Các anh chị thấy người dân phải bốc bốc rác mà ăn rồi. Và họ trở thành những cái người cướp trên những cái đường quốc lộ, xa lộ, cướp những cái xe vận tải chuyên chở hàng hóa. Họ trở thành những cái người đi lượm rác bất đắc dĩ, những cái người đi cướp bất đắc dĩ. Bây giờ chỉ còn có thiếu điều là xẻ thịt nhau mà ăn thôi. Và bây giờ các anh chị thấy thiên đường nó tản mát hết trơn, người ta phải chạy qua những cái xứ xung quanh để mà người ta đi tị nạn. Mà tị nạn cái gì? Tị nạn nạn đói, tị nạn cái sự đói. Không biết là những cái tin tức này người dân ở trong nước của mình có được biết hay không? Những cái tin tức kiểu này có được lên các cái đài VTV, HTV, rồi có được lên những cái đài truyền hình ở trong nước để mà thấy Venezuela đã tới thiên đường và trên thiên đường nó như thế nào hay chưa? Cũng giống như là mấy khủng bố mà ôm bom cảm tử đó các anh chị, với một cái lời dụ rằng là bây giờ mày tử vì đạo hả, mày tử vì đạo, mày ôm bom, mày hy sinh đi, mày đánh bom cảm tử đi, mày lên tới thiên đàng là sẽ có 7 đồng trinh đang chờ đợi. Nhưng mà các anh chị biết, nó phải chết rồi nó lên thiên đàng nó mới thấy được 7 đồng trinh đó như thế nào. 7 đồng trinh nó đứa nào đứa nấy mập thù lù, đen thù lùi, lông lá đầy hết, mùi ọc môn rất là mạnh. Trời ơi, chừng đó mới có muốn trở lại địa giới cũng muộn rồi. Chưa có chết làm sao mà biết đồng trinh ở trên thiên đàng nó như thế nào. Mà lên tới thiên đàng rồi mới phát hiện tá hỏa ra, hóa ra đồng trinh là như vậy. Đồng trinh là không có chồng, không có ai chơi. Ồ, 72 đồng trinh lần hả? Ồ, anh chỉ nói 7 phần, anh chỉ nói 7 cô đồng trinh là anh chỉ nói ít đi, nói giảm đi hết của người ta tới 10 phần lận. Lên thiên đàng gặp 72 đồng trinh. Chính vì chưa chết các anh chị, thành ra đâu biết trên thiên đàng đồng trinh nó như thế nào. Đồng trinh là những cái cô gái còn trinh. Tại sao còn trinh vậy? Tại không ai chơi hết, không ai lấy hết hay sao, không biết, phải lên tới thiên đàng mới biết được. Thì mẹ ơi, Chúa ơi, lên tới thiên đàng đấy, Chúa mẹ ơi, đồng trinh đi hả? Thôi, cho con xuống hạ giới. Lúc đó muộn rồi em, muộn rồi cưng. Các anh chị thấy, đó đó, 72 đồng trinh ở trên thiên đường của mấy khủng bố ôm bom cảm tử nó là như vậy đó. Lâu lông lá không, râu ria không à, hóc môn rất là mạnh, mùi nó rất là nồng, mập cùi cùi, đen tù lùi. Cho mấy anh chị 72 đồng trinh kiểu đó, mấy anh chị ham không? Nó bị lừa mà nó đâu có biết, nó bị lừa mà nó không có biết. Thì bây giờ cũng giống như dân tình Venezuela cũng vậy. Venezuela người ta lên tới thiên đường luôn rồi, rồi các anh chị thấy trời ơi, đi bốc rác ăn, đi cướp ăn, cái gì cũng phải đi cướp, đi lụm, đi mót. Trong khi con cái của những cái thằng lãnh đạo ở Venezuela cũng vẫn là siêu xe với đồng hồ nạm kim cương, với lại hàng hiệu mắt kiến. Mấy con cái lãnh đạo Venezuela nó vẫn vậy đó các anh chị, không có khác gì hết đó. Nhưng anh chị nghĩ rằng là đó, cái thiên đường Venezuela chẳng qua đó, sở dĩ mà họ chạm được tới cái ngưỡng cửa thiên đường, nó có hai cái lý do. Cái lý do thứ nhất á, Venezuela đó không có được một cái vị công bộc tài năng giống như Nguyễn Xuân Phúc nhà mình. Và cái điều thứ hai á, Venezuela không có được một cái cộng đồng người Venezuela tị nạn cộng sản ở ngoài đông đảo giống như cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản của chúng ta. Đó là lý do mà Venezuela lên tới thiên đường sớm hơn chúng ta. Như vậy thì các anh chị phải thấy rằng là mình đang còn may mắn. Mình chưa phải bốc rác ăn. Mình chưa phải đi ăn cướp để có cái ăn. Mình nhờ vào hai điều. Điều thứ nhất, chúng ta có một người công bộc quá sức là tài năng đi. Anh Nguyễn Xuân Phúc. Cắp rổ đi xin khắp nơi. Và chắc có thể rằng là ảnh đã sử dụng kem chống nhục từ tấm bé, thành ra lớn lên da mặt của ảnh rất dày và rất đẹp. Và chúng ta có một cái cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản quá đông, gần 5 triệu người ở ngoài hải ngoại.
Đó là cái lý do mà Việt Nam chúng ta vất vả mãi mà vẫn chưa lên được tới thiên đường. Ai đời mà đi vay mà xin lỗi nói thiệt với các anh chị, ai mà tới gặp anh Chi mà nói chi có tiền cho tôi vay, dĩ nhiên mình không có lấy lãi suất đâu phải không, nhưng mà cũng phải có cái thời điểm để trả nợ, nếu mà được thì cho vay lâu lâu chút nha, không lãi suất nha Chi nha, mà khỏi hoàn lại luôn được không. Trời, nói kiểu đó chắc đá đít ra cửa đi về mất thời giờ. Tiền người ta là cái gì, là rơm là rác, tiền người ta là tiền hồ hay sao mà muốn in bao nhiêu in, mà biểu cho mượn không hoàn lại, thiệt là điên. Có rất nhiều những cái việc ở trong nước mà chắc có lẽ là một lúc nào đó anh Chi sẽ phải làm một cái livestream tấu hài các anh chị, để mà anh Chi giới thiệu với các anh chị những cái màn hài kịch rất là hay, rất thâm thúy, gọi là hài nhất trên đời, về những cái gì nó đang diễn ra ở trong nước, những cái hiện tình đất nước của mình. Nếu mà phải nói rằng là khi mà mình nhìn về hiện tình đất nước của mình với một cái nhìn chính kiến, kêu là phân tích rồi bình luận, thì nó khó nhai khó nuốt quá đi. Nhưng mà với cái nhìn đó mà nó hài hước đó, thì các anh chị sẽ được một trận cười ra nước mắt, cười bể bụng có. Mà các anh chị biết gần đây á, chúng ta có Phật Hồ Chí Minh phải không? Rồi chúng ta có Bồ Tát Đỗ Mười ha, rồi chúng ta có một cái bậc anh tài thế thiên hành đạo là Nguyễn Phú Trọng ha, thì các anh chị biết rằng là đây là cái điểm duy nhất mà chúng ta qua mặt được Trung Quốc. Trung Quốc thì họ có Khổng Tử Lão Tử gì đó từ mấy ngàn năm trước đại khái như vậy, nhưng mà tính tới thời điểm này đó thì họ chưa có ông Phật ông Bồ Tát nào là ông Mao Trạch Đông hay là Đặng Tiểu Bình rồi này kia, không có. Nhưng bây giờ thì Trung Quốc đã bắt kịp chúng ta rồi, chưa nhưng mà sắp rồi. Đại khái là quan chức Trung Quốc bây giờ đó họ nói rằng là người Tây Tạng coi ông Tập là Bồ Tát sống. Cái tin này á được đăng ở trên báo VN Express là báo Việt Nam. Các anh chị tưởng tượng người dân Tây Tạng. Tây Tạng là một cái dân tộc mà bị đàn áp kinh khủng nhất. Thanh niên trai tráng của Tây Tạng đó là bị đưa đi đày xa, đi làm khổ sai lao động ở những cái vùng hẻo lánh. Còn đàn bà con gái Tây Tạng đó thì bị làm gọi là những cái máy đẻ để mà nhân rộng cái giống dân người Hán hả. Thì đại khái là con nít thì bị cưỡng bức lao động, rồi đàn bà thì trở thành những cái máy đẻ sản xuất duy trì nòi giống của người Hán. Còn đàn ông thanh niên trai tráng của Tây Tạng thì bị đày đi những cái vùng rất là hẻo lánh xa xôi để mà đi khai hoang. Và phần lớn, cái lượng rất là lớn những cái nhà tu hành, Phật giáo là quốc giáo của Tây Tạng, thì phần lớn các cái vị chân tu chức sắc tu hành đó của Tây Tạng thì bị cầm tù, bị đàn áp rất là dã man ha, dã man. Các anh chị đã thấy cái cảnh rằng là họ họ ngâm những cái vị thầy tu của Tây Tạng ở trong những cái củi và họ cho ngập nước ở trong đó để cho các vị có thể bị chết ngột, để mà đàn áp những cái vị tu sĩ của Phật giáo Tây Tạng. Tuy nhiên, như vậy có thể nói rằng là người dân Tây Tạng họ đã đắc đạo hơn người dân Việt Nam. Người dân Việt Nam chúng ta chưa có bị kêu là đàn áp tới cái mức mà khủng khiếp như vậy, mà chúng ta có người thì bằng lòng, có người không. Đa số những cái người mà bằng lòng mà thờ Hồ Chí Minh là Phật thì chỉ có đảng viên thôi. Rồi đa số những cái người mà thờ ông Đỗ Mười, ông Võ Nguyên Giáp là những cái vị Bồ Tát thì cũng chỉ là đảng viên thôi. Còn những cái người mà tung hô ông Tổng Trọng là bậc
anh tài thế thiên hành đạo thì nói cho ngay cũng là đảng viên thôi, chứ người dân chúng ta thì anh Chi nghi ngờ cái điều đó, chắc là chưa. Như vậy là người dân Việt Nam chúng ta chưa có bằng được người dân Tây Tạng. Người dân Tây Tạng họ đã gọi là đắc đạo tới cái mức, họ từ bi hỷ xả tới cái mức mà họ bị đàn áp còn hơn là một con chó ghẻ bị đàn áp. Mà họ vẫn, đây, họ nói rằng người Tây Tạng coi ông Tập là Bồ Tát sống. Thì các anh chị có thấy cái giọng điệu của một lũ quan chức cộng sản nó là như nhau, và cái giọng điệu của những cái tên nô bộc đĩ bút lều báo của các cái xứ cộng sản nó là như nhau. Chúng ta đang kêu gọi rằng nếu mà chúng ta không làm gì thì tương lai của Việt Nam chúng ta sẽ trở thành một cái đất nước Tây Tạng thứ hai. Thì ngày giờ này bên Trung Quốc các cái quan chức họ nói rằng là người dân Tây Tạng coi ông Tập là Bồ Tát sống. Chúa mẹ ơi, mô Phật. Có lẽ là một lúc nào đó có lẽ là một lúc nào đó thì người dân Việt Nam chúng ta cũng sẽ coi ông Tập là Bồ Tát sống. Có phải vậy không các anh chị? Nhưng mà để mà người dân Việt Nam chúng ta đó mà coi ông Tập là Bồ Tát sống thì chừng đó đó thanh niên Việt Nam chúng ta phải đi đầy hết rồi. Đi làm cu li xứ người hết rồi. Hả? Rồi á, phụ nữ Việt Nam chúng ta đó là trở thành những cái máy đẻ duy trì nòi giống của người Hán. Và con em chúng ta đó được vào những cái trại kiểu như là nó nuôi cho lớn để mà nó mổ, nó lấy nội tạng. Chừng đó đó thì người dân Việt Nam chúng ta có khi là mới coi ông Tập là Bồ Tát sống được. Anh chị lượm được một cái câu này ở trên trên Facebook rất là hay. Việt Cộng, mà anh chị nghĩ rằng là không riêng gì Việt Cộng, mà Trung Cộng cũng vậy, mà tụi Bắc Hàn Cộng cũng vậy. Họ biến thầy thuốc thành con buôn, biến giáo viên thành con đĩ, biến văn sĩ thành bưng bô và biến côn đồ thành lãnh đạo. Trời, cái câu này là cái câu phải nói là quá chính xác. Chúng ta truyền miệng nhau cái câu này nha các anh chị, để cho con em chúng ta học thuộc như là những cái câu vè ngày xưa mà chúng ta được học. Ngày xưa chúng ta được học những cái câu vè, thì bây giờ chúng ta phải truyền miệng nhau những cái câu vè như thế này, để cho con em của chúng ta nó nằm lòng các anh chị, để nó lớn lên với những cái câu kêu là kim chỉ nam như thế này. Việc cộng biến thầy thuốc thành con buôn, biến giáo viên thành con đĩ, biến văn sĩ thành bưng bô, biến côn đồ thành lãnh đạo. Chừng nào mà người dân của chúng ta và những cái thế hệ con em của chúng ta thuộc lòng những cái câu vè như thế này thì chừng đó chúng ta mới có thể thoát được cái nạn nhồi sọ nhiễm độc cộng sản các anh chị. Tại vì cái giáo dục Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay các anh chị thấy không, nó bung bét rồi. Ở những cái xứ như là bên Bắc Hàn đó, thầy cô giáo là bắt buộc phải dạy học sinh như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì học sinh đó, đứa nào đứa nấy cũng bị tẩy não nhồi sọ hết trơn rồi. Trên TV nó dạy con nít từ nhỏ chứ lớn như vậy rồi. Thành ra khi mà các em nhỏ đó mà đi vào trường đó, mà thầy cô giáo mà dạy một cái điều gì khác, hoặc là chỉ manh nha một vài cái tư tưởng khác, nó đứng lên nó chỉ mặt thầy cô giáo liền, nó nói liền là nó ra nó kêu kêu là cái gì, nó kêu mấy cái người mà cảnh vệ vô là nó tố thầy cô giáo nó liền. Các anh chị thấy Việt Nam mình đó đang đi dần đến cái hướng như vậy. Ngày giờ này học trò vào trong lớp á, nè hả, học trò á, 4 thằng học trò lớp 9 vây lại hãm hiếp cô giáo. Một cái cô giáo đó đêm đó trong đèn ngồi soạn giáo án mà 4 thằng học trò lớp 9 là bao nhiêu tuổi vậy các anh chị? Lớp 9 là mới có 14-15 tuổi à. 4 em học trò lớp 9 nhập vào nhà cô giáo để mà cưỡng bức hãm hiếp cô giáo trong lúc cô đang soạn giáo án. Thì các anh chị thấy học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại nó hay đến chừng nào, đúng không? Rồi học trò vào lớp
quýnh tay đôi với thầy giáo cô giáo y như hai cái đứa du côn đánh nhau ngoài trời. Thầy giáo cũng phan học trò như vậy mà học trò cũng phan thầy giáo như vậy. Rồi vô lớp cũng vậy, cô giáo phạt học trò, rồi học trò phạt lại cô giáo, không? Rồi gia đình học trò côn đồ rồi kéo đến bắt cô giáo quỳ. Cho nên chính cái ông phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Nhã ổng nói giáo dục Việt Nam hiện nay như là đang đào tạo voi hổ với bò tót, không sai chút nào cả. Cái tình trạng mà học trò túm tóc nắm đầu quánh hội đồng xé quần xé áo rồi một bầy con trai nhào vô đấm đá đạp một đứa con gái rồi súng lại chặn đường quýnh ông thầy giáo rồi súng lại đột nhập vô cưỡng bức hãm hiếp cô giáo. Trời ơi, các anh chị có thấy những cái cảnh tượng như vậy nó xảy ra ở đâu khác ngoài Việt Nam mình không? Phải công nhận rằng là bởi vậy khi mà bước chân vào lớp học dưới cái mái trường xã hội chủ nghĩa là chúng ta thấy cái gì đầu tiên? Chúng ta thấy cái hình Hồ Chí Minh to đùng treo ở giữa. Rồi chúng ta có thấy cái gì? Thay vì cái câu là tiên học lễ hậu học văn, không, chúng ta thấy cái câu rằng là học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại. Phải không? Vô mẫu giáo thì cháu ngoan Bác Hồ và cái hình Hồ Chí Minh to chà bá lửa. Đi vô tiểu học, trung học, lớp trung học lớn cũng vậy. Học tập theo tấm gương của Bác Hồ vĩ đại. Vào tới đại học hay là những cái công sở, sống và học tập theo gương lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại. Bảo sao mà cái đất nước này nó không bát nhào, bảo sao mà cái đất nước này nó không băng hoại. Những cái giá trị gì mà tốt đẹp, tiên học lễ hậu học văn, một chữ cũng thầy, nửa chữ cũng thầy, tất cả những cái câu đó dẹp hết trơn rồi, thay thế bằng cái đạo đức cách mạng hết rồi. Đúng là một cái nền giáo dục mà phải nói rằng là sản sinh ra những cái con voi, con hổ, con bò tót. Nói như thế là còn tử tế. Sản sinh ra toàn là những cái con quỷ sống không à. Chính vì á những cái thành tựu giáo dục ngày hôm nay mà như em Bảo Gia vừa mới nói, chúng ta đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại. Nhờ có Bác mà ngày hôm nay cái nền giáo dục của chúng ta nó mới rực rỡ như vậy. Mà các anh chị biết ha, cái việc mà tôn vinh lãnh đạo lên làm thánh, cái chuyện đó hồi đầu mình xảy ra bên mình, mình thấy nào là có đạo Hồ rồi phải không, có kinh Nhật tụng Hồ Chí Minh rồi các anh chị thấy rồi chứ gì ha, chúng ta có đạo Hồ, ông Hồ, hình Hồ có cái vòng hào quang như thế này chiếu, và có kinh Nhật tụng Hồ Chí Minh nữa, mấy bà rồi ngồi tụng mà lắc lư như là lên đồng vậy nè. Đó, rồi chúng ta có ông Bồ Tát Đổ Mười, các anh chị thấy dễ sợ không? Bị bệnh gì cũng vậy, đi cầu Bồ Tát Đổ Mười với lại Hồ Chí Minh, dễ sợ không? Thì ngày hôm nay bên Trung Quốc cũng vậy, Tập Cận Bình là đang được người dân đồ tung hô lên làm Phật sống đây. Nhưng mà anh chị nghĩ rằng là Trung Quốc đó, họ có cái lý do để mà họ tôn vinh Tập Cận Bình lên làm Phật sống. Tại vì sao? Từ trong lịch sử của Trung Hoa đó, cái việc mà đánh chiếm và thôn tính Việt Nam mình đó, không có dễ và luôn luôn thất bại. Và ngày hôm nay đó, Tập Cận Bình hoàn thành một cái nhiệm vụ lịch sử xuất sắc, xâm chiếm Việt Nam, thôn tính Việt Nam mà không mất một sinh mạng người dân Tàu nào hết, không tốn một viên đạn nào hết. Như vậy là cái thành tựu của Tập Cận Bình đạt được. Sở dĩ mà cái cột mốc năm 2020 sáp nhập Việt Nam một phần vào Trung Hoa đó, nó diễn ra cái thời điểm đó là kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và các anh chị thấy là chỉ có Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình vượt mặt những cái đời Tổng Bí thư trước đó
thậm chí là vượt mặt luôn cả những cái tiền nhân trong lịch sử của Trung Hoa, là một cái người đã thành công trong cái việc xâm chiếm và thôn tính Việt Nam không tốn một viên đạn, một sinh mạng, một giọt máu của người dân Trung Hoa. Đó là lý do mà chúng ta có thể thấy người dân Trung Quốc, người ta có thể vì cái việc này mà người ta tôn ổng là Phật sống cũng đúng lắm. Trở lại cái việc đất nước Việt Nam chúng ta đang trên đà đổi tên, ha. Đổi tên là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Vinadisin. Là bởi vì các anh chị biết, khi mà Tổng thống Trump lên cầm quyền, đại diện Đảng Cộng Hòa, mà đường lối chính sách của Đảng Cộng Hòa rất là rõ rệt. Họ không có thân cộng, họ không có mà đu dây với Việt Cộng, mà cũng không cho phép Việt Cộng đu dây với mình. Đó là một cái chính sách rất là cứng rắn của Nhà Trắng, của Tòa Bạch Ốc, của chính phủ của Trump. Thì các anh chị thấy, Trump chính thức áp thuế nhập khẩu thép và nhôm. Họ chỉ có miễn trừ cho Mexico và Canada thôi. Thì ông Trump hôm thứ Năm, 8 tháng 3 hôm qua đó, ông đã ký một cái lệnh áp thuế nhập khẩu vào thép và nhôm với tất cả các quốc gia, nhưng mà miễn trừ cho Canada và Mexico bởi vì họ đang tái đàm phán cái NAFTA, Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ. Các anh chị thấy khi mà thép của Trung Quốc á, bị cấm, không có được nhập vào Mỹ, thì thép của Trung Quốc vòng về bên Việt Nam để làm gì các anh chị? Để đổi cái mã hàng hóa. Thông thường thì mình hay có cái cốt ha, cái cốt, cái mã vạch đó. Cái mã vạch như vậy là nó ghi dấu ở cái này sản xuất tại cái quốc gia nào, tại cái nơi nào, cái giá trị ra làm sao, đại khái như vậy. Mỗi cái mã vạch của một cái mặt hàng để nó tương ứng với một cái việc đánh thuế. Thì các anh chị thấy bây giờ cái mặt hàng mà thép của Trung Cộng không có được vào Mỹ nữa, thì nó tuồn qua sân sau của nó là Việt Nam để mà đổi lại cái mã vạch Việt Nam để từ đó vào. Nói chung là chính phủ của Trump họ đâu có ngây thơ, họ đâu có ngờ nghịch. Thực ra mà nói họ cũng chẳng ưa gì Việt Nam mình, phải nói là như vậy. Thì các anh chị thấy bây giờ họ bị mày tưởng là mày có thằng đàn em Việt Nam sân sau là mày ngon hả? Bây giờ tao áp thuế, thì thuế cái thép của Việt Nam bây giờ đi vào Mỹ thuế cũng rất là cao, và bây giờ tôm cá của Việt Nam đi vào Mỹ cũng rất là cao. Lý do là bởi vì đang có cái tình hình căng thẳng ở Biển Đông, mà gần như những cái vùng biển của Việt Nam mình Trung Cộng nó chiếm hết rồi. Và sân sau, đằng sau của những cái nhà máy, những cái công ty thủy hải sản nhà nước của mình, cái sân sau của nó là ai, bằng tay lông lá nào can thiệp. Đó là lý do mà cái con tôm của mình đó, tôm của mình nó phải chịu một cái mức thuế cao 21 lần so với bình thường nếu mà muốn nhập vô Mỹ, để tránh cái tình trạng gian lận thôi chứ không gì. Cái thằng Trung Cộng nó gian lận đã đành, nhưng mà cái thằng Việt Cộng nó tiếp tay cho thằng Trung Cộng gian lận. Thật ra cái việc mà áp thuế, áp một cái mức thuế rất là cao vào những cái mặt hàng mà Việt Nam tiếp tay cho Trung Cộng gian lận đó, anh Trung mình đánh thuế rất là cao. Thì các anh chị thấy, mình tưởng là mình khôn. Dạ đúng rồi, anh Chi vừa mới nói đó, tôm thép Việt Nam mình vào Mỹ đó phải trả một cái thuế cao 21 lần. Mình tưởng là mình khôn, tại vì mình ở trong cái ao làng của mình thôi, mình tưởng như vậy. Với lại thằng Trung Cộng nó nói, mày cứ làm vậy đi, tao bảo kê. Nhưng mà sự thật thì sao? Đâu có ai ngu đâu các anh chị. Bước ra ngoài thế giới, mình thì mình cũng không phải là ngu, nhưng mà mình dưới cái sự cai trị ngu dân riết rồi mình cũng khờ luôn. Người ta đâu có khôn, người ta đâu có ngu. Trời ơi, anh Trump lại càng không ngu nữa. Mà cái chính sách của anh á là một cái chính sách rất là cứng rắn, cho nên mình không có qua mặt được họ. Thiệt thòi vẫn là mình. Người dân của mình chọn thép hay chọn tôm,
Bây giờ thủy hải sản của mình ăn là mình đã nhiễm độc, mình chết rồi. Đúng không? Rồi bây giờ mình Formosa, bây giờ Formosa đắp chiếu các anh chị thấy không? Formosa mình đắp chiếu. Đằng nào đó, cái thiệt hại cũng là người dân của mình thôi à. Thiệt hại là cái người dân của mình các anh chị. Mình chọn sắt thép hay mình chọn cá tôm? Đương nhiên là mình muốn chọn cá tôm, nhưng mà người ta đâu có để cho mình cái con đường sống đâu. Dạ đó, bật một cá 21 tỷ, sợ không? Thuế suất mà các anh chị tưởng tượng một cái mặt hàng hồi giờ cái thuế của mình có nhiều 1%, bây giờ tăng 21%, đùng một cái mình bị tăng lên 21% thuế. Trời ơi. Bán vậy làm sao mấy anh chị có lời được? Không lời thì chết thôi à. Bây giờ người ta nói á, bây giờ mà có giao cho Cộng sản á, Việt Nam á, một cái sa mạc thì đến một ngày á, Việt Nam mình cũng phải đi nhập cát. Cái câu này có đúng hay không? Các anh chị tưởng tượng một cái đất nước mà hơn 3.000 cây số bờ biển, mà ngày hôm nay đó Việt Nam mình á, sẽ nhập 102.000 tấn muối. Cộng sản năm nay bị chiếu tướng. Cộng sản Việt Nam lo đi cúng sao giải hạn đi thôi. Kỳ rồi cứu tinh USS Carvinson tới Đà Nẵng không có chịu tranh thủ không quý vị? Chơi cái trò lạnh nhạt phải không? Bây giờ người ta nhổ neo người ta đi rồi, bây giờ cúng sao giải hạn coi thần linh nào, cứu tinh nào sẽ xuất hiện để mà cứu mình nữa bây giờ. Chắc có lẽ là anh chị sắp phải đến giờ để đi rồi đó. Còn nhiều những cái vấn đề nữa mà mình sẽ gặp nhau trong trong cái livestream, anh chị sẽ sơ lược những cái kỳ tích diễn ra trên cái đất nước Việt Nam. Còn cái việc á, ngày hôm nay á, để mà dẫn chứng cho cái việc Việt Nam trở thành một cái đất nước kêu là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Vinadisin đó, thì anh chị á, xin lấy một cái bài viết ở trên báo Voa VOA ha, của nhà báo Phạm Chí Dũng để mà anh chị chia sẻ với các anh chị. Đây là một cái bài báo của năm ngoái thôi. Các anh chị thấy rằng là cái năm 2017 là một cái năm biến động của Cộng sản Việt Nam, phải nói là một cái năm bét bét nhè bé bét. Cảm ơn bạn gì đó vừa mới nhắc rằng là sau cái tàu hàng không mẫu hạm của Mỹ thì có khi là tàu Liêu Ninh của Trung Quốc cũng sẽ ghé thăm Việt Nam. Thì các anh chị có thấy vừa rồi đó, khi mà cái tàu Carvinson họ cập cảng Đà Nẵng thì người ta đăng cái tin tìm trẻ lạc, các anh chị có thấy không? Cái hàng không mẫu hạm hạm đội 3 của Mỹ ghé cập cảng Đà Nẵng với lại đi tuần tra Biển Đông đó, thì anh chị thấy cộng đồng mạng đăng những cái tin tức đi tìm trẻ lạc cô bé tên là Lưu Ninh đó, nhưng mà không thấy cô bé Lưu Ninh đâu cả. Cô bé Lưu Ninh lặn rất là sâu, lặn đi đâu đằng nào mất tiêu không có thấy. Mình đi tìm quá chừng, rồi bây giờ phải đợi tới hàng không mẫu hạm Carvinson rời bến nhổ neo đi rồi thì lúc đó cô bé Liêu Ninh mới xuất hiện và mới đòi đến thăm Việt Nam. Bây giờ anh chị chia sẻ với các anh chị một cái bài đọc của nhà báo Phạm Chí Dũng, anh chị lấy được ở trên đài VOA. Từ sụp đổ tài khoá quốc gia đến xin tiền không hoàn lại, để mà chia sẻ với các anh chị cái lý do vì sao mà chúng ta đang tiến dần đến cái việc trở thành một cái nhà nước Vinadisin ha các anh chị. Vì sao Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lại bộc lộ động tác xin tiền một cách công khai và đã được báo chí nhà nước tường thuật cũng rất là công khai trong cuộc gặp giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới WB tại Việt Nam, Osman Dion vào buổi chiều ngày 20 tháng 9 năm 2017 tại trụ sở của chính phủ. Lời đề nghị khiếm nhã. Cái mặt đó thì làm gì có được những cái đề nghị lịch sự đâu. Đã nói rằng là đồng chí ấy đã được bôi những cái lớp kem chống nhục từ khi còn tấm bé, bởi vì đồng chí ấy gọi là bằng mọi giá và nâng bi đồng chí Nguyễn Phú Trọng
gọi là hết cỡ để mà có thể ngồi được vào cái ghế thủ tướng chính phủ đó mà. Oui, attends. 9 tháng sau khi bật ra cảm thán cảnh báo chưa từng có trong giới quan chức cao cấp về sụp đổ tài khóa quốc gia, ông Phúc vừa phải đề nghị Ngân hàng Thế giới tìm kiếm nguồn vốn tài trợ cho Việt Nam các khoản không hoàn lại để giảm tối đa làm chi phí vay vốn, tăng thành tố ưu đãi của các khoản vay. Lời đề nghị khiếm nhã trên lại xuất hiện trong bối cảnh ngân sách quốc gia Việt Nam có quá nhiều dấu hiệu cạn kiệt và thậm chí có thể vỡ nợ như trường hợp của Argentina vào các năm 2001-2014. Nguyễn Xuân Phúc, nhân vật đang trở nên quá cám cảnh bởi tư thế phải đổ vỏ cho thời thủ tướng trước, giờ đây rơi vào một vòng xoáy cơm áo gạo tiền cho đảng và chính phủ cầm quyền ở Việt Nam. Đã quá đủ cho vài chục năm nay vay nợ nước ngoài, chi xài vô tội vạ và bỏ mặc tham nhũng hoành hành của chính phủ cùng chính quyền các địa phương Việt Nam, để lại núi nợ công lên đến ít nhất 210% GDP, tương đương với khoảng 431 tỷ đô la Mỹ sau triều đại Nguyễn Tấn Dũng, để lại một núi nợ nần đến triều đại của Nguyễn Xuân Phúc. Từ đầu năm 2016 đến nay, người ta thấy vị thủ tướng này bắt đầu tỏ ra kiên quyết những động tác thắt lưng buộc bụng. Lần đầu tiên sau nhiều năm, chính phủ không còn dám bảo lãnh cho vay bạc mạng như thời Nguyễn Tấn Dũng nữa. Con số vay ODA của nước ngoài từ năm 93 đến năm 2014 đã lên tới 90 tỷ đô la Mỹ. Và sau khi trừ đi 10 cho đến 12% vốn vay không hoàn lại trong đó, thì mỗi năm ngân sách Việt Nam phải có trách nhiệm trả nợ quốc tế hàng chục tỷ đô la. Mà muốn trả được số nợ này, Việt Nam phải tìm cách vay đảo nợ, vay đáo hạn đó, của các tổ chức tín dụng quốc tế. Trước đây, những tổ chức này vẫn cho Việt Nam vay vốn đầu tư phát triển và vay đáo nợ khá dễ dàng. Nhưng đến năm 2015, thì Ngân hàng Quốc gia Thế giới bất ngờ thông báo hai tin buồn cho Việt Nam. Thứ nhất, Việt Nam đã tốt nghiệp IDA, IDA đó, mà sẽ không được xếp vào loại quốc gia xóa đói giảm nghèo nữa. Và từ tháng 7 năm 2017, sẽ không được vay với lãi suất ưu đãi là 0,7 đến 0,8% nữa. Cùng với thời gian âm hạn đến 30 đến 40 năm như trước đây, mà mức lãi suất vay sẽ được nâng lên gấp 3 và thời gian ân hạn giảm xuống một nửa. Điều này có nghĩa là gì? Từ trước tới bây giờ đó, mình nằm trong cái số những cái quốc gia nghèo và chậm phát triển. Thành ra mình được vay vốn ODA đó là mình được vay với cái lãi suất ưu đãi 0,7 0,8% và với cái thời hạn vay là từ 30 đến 40%. Tuy nhiên á, là đến cái năm 2015 đó là mình tốt nghiệp IDA, có nghĩa là mình tốt nghiệp, mình ra khỏi cái danh sách là những cái quốc gia nghèo chậm phát triển rồi, mình lên thành là những cái quốc gia đang phát triển rồi, thành ra mình sẽ không được nhận những cái ưu đãi đó nữa. Cái lãi suất vay của mình nó sẽ tăng lên và cái thời gian mà vay đó nó chỉ còn một nửa thôi, tức là còn từ 15 cho tới 20 năm thôi, thấy không? Trong khi đó, ngân sách Việt Nam vẫn buộc phải làm cái chuyện là vừa lo trả nợ, vừa phải tiếp tục vay mượn và vượt hơn đến 30% cái số trả nợ hàng năm để phục vụ các khoản chi tiêu thường xuyên khổng lồ của bộ máy 4 triệu công chức viên và lực lượng vũ trang. Mới đây, tiến sĩ Vũ Quang Việt, cựu chuyên viên tài chính của Liên Hiệp Quốc, đã công bố một tính toán cá nhân, một cái tính toán của cá nhân ông. Tỷ lệ chi cho lực lượng công an ở Việt Nam lên đến 12% ngân sách. Một cái mức chi cực kỳ lớn, chưa kể đến gần 5 tỷ đô la Mỹ chi cho bộ máy quốc phòng hàng năm. Hỏi các anh chị nè, 12% cái ngân sách nhà nước mà chi cho cái bộ máy công an để làm gì? Để giết dân trong đồn, để đàn áp dân oan đi khiếu nại mất đất, hay là để đàn áp những cái người dân đi khiếu nại khiếu kiện hủy hoại môi trường, ảnh hưởng đến cái môi trường sống của người ta. Thật ra công an người ta làm việc, các anh chị thấy không, rất là hiệu quả.
Tại vì nó hưởng tới 12% ngân sách nhà nước lận mà. Và chi cho 5 tỷ đô la Mỹ chi cho bộ máy quốc phòng hàng năm. Mà tại sao biển đảo của mình cứ mất dần dần, các anh chị thấy không? Nó rất là mâu thuẫn ha các anh chị. Phương án ăn sẵn, trong tình thế nước sôi lửa bỏng, chỉ ăn không làm và tiền chỉ ra không vào. Dù cho chính phủ, ngân hàng nhà nước và bộ tài chính vẫn có thể thu xếp các. Và hẳn thời gian đó cũng là nguồn cơn khiến cho thời gian gần đây đã xuất hiện một luồng quan điểm từ giới chóp bu chính phủ về vay không hiệu quả thì không cần vay. Theo đó, hàng loạt đề nghị chính phủ bảo lãnh vay vốn bổ sung từ nước ngoài của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia PVN, một doanh nghiệp khổng lồ đang khốn quẫn trong chiến dịch được xem là chống tham nhũng của Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng, đã gần như chỉ nhận được cái lắc đầu ngoài ngoại của chính phủ. Thay vào đó, dường như giới quan chức chính phủ đang tính đến phương án ăn sẵn, tức là thay vì phải đi vay mượn nhưng sẽ cột chặt thêm trách nhiệm phải trả nợ, thì cần cố gắng xin được viện trợ không hoàn lại mà sẽ không gắn với bất kỳ trách nhiệm thanh toán nào cả. Đó, gọi là một cái phương thức ăn sẵn đó. Các anh chị thấy nó ăn khôn ghê không? Nó chơi khôn ghê không? Và cái điều này đó, cái điều vô liêm sỉ này đó, trân tráo này, đó, trơ trẽn này, chỉ có một mình đồng chí Nguyễn Xuân Phúc nhà ta làm được thôi. Từ lâu nay, ở Việt Nam, viện trợ không hoàn lại nằm trong cơ chế vay vốn của ODA vẫn được xem là tiền chùa. Chỉ có điều xin tiền nước ngoài vào lúc này không còn dễ dàng nữa. Không hề hứa hẹn. Chi tiết đáng chú ý là trong buổi gặp Thủ tướng Phúc, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới Việt Nam, tại Việt Nam, Ousmane Dion đã không có bất kỳ hứa hẹn hay cam kết cụ thể nào về những khoản vay không hoàn lại và có hoàn lại. Dù cho ông Phúc nói nhiều và không quên ca ngợi tình bạn của Ngân hàng Thế giới với Việt Nam, chẳng có bất kỳ con số nào được thốt ra từ miệng ông Ousmane Dion. Tính từ năm 2016, khi mà Nguyễn Xuân Phúc trở thành thủ tướng đến nay, thì phía Ngân hàng Thế giới Quốc gia đã có một số lần gặp gỡ với các giới quan chức lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam. Nhưng khác hẳn với thời gian trước, họ trở nên rất là kiệm lời, đặc biệt liên quan về phát ngôn những con số. Hình như sau khi phải chứng kiến cảnh ăn của dân không chừa thứ gì ở Việt Nam và mối quan hệ giữa Ngân hàng Thế giới và Hà Nội đã nhạt nhòa đi rất nhiều. Nhưng lại khó hiểu về việc tại sao Nguyễn Xuân Phúc, nhân vật đã có thâm niên lâu năm trong văn phòng chính phủ và có thể đã quá biết, đã quá hiểu về những quốc nạn tham nhũng ODA, tức là nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức đó, lên tới 40-50% giá trị dự án tại Việt Nam, vẫn có thể trơ mặt đến mức đề nghị các khoản vay không hoàn lại với Ngân hàng Thế giới. Trong khi đó, chính thể Việt Nam đã khai thác có hiệu quả ODA như thế nào? Nhân nào quả nấy. Từ nhiều năm qua, ODA đã trở thành một trong những quốc nạn về tham nhũng. Tỷ lệ thất thoát bình quân tại nhiều dự án ODA được đồn đoán là từ 20-25%. Nhưng đó chỉ là mức hợp pháp, thậm chí tỷ lệ lại quả, tức là hối lộ dưới gầm bàn đó, thậm chí tỷ lệ lại quả ODA còn lên tới 40%, được chứng thực bởi một dự án xây dựng trường tiểu học ở Hà Tĩnh và giai đoạn 2009-2010. Ngoài ra còn rất nhiều bằng chứng về lãng phí và ăn dày của các dự án ODA. Nhưng vẫn chưa phải hết. Từ trước tới nay, nguồn vốn ODA do các tổ chức tài chính quốc tế và chính phủ nước ngoài đều quy định hết sức chặt chẽ về việc chính phủ Việt Nam không được sử dụng số tiền cho vay sai mục đích. Tuy nhiên, trong thực tế, đúng quy trình của ngân sách Việt Nam, tiền vay nước ngoài, đặc biệt là vay vốn ODA, có nhiều dấu hiệu đã bị chi sai mục đích và chi xài vô tội vạ. Tình trạng này rất phổ biến trong 8 năm cầm quyền của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Kể cả đến thời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cũng ít nhất một bằng chứng cho thấy vốn ODA bị chi sai mục đích. Tại một phiên họp thường kỳ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào ngày 22 tháng 12 năm 2016,
Phía chính phủ đã đề nghị dùng 4.482 tỷ đồng vốn ODA để cấp vốn điều lệ cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách Xã hội. Câu hỏi đặt ra là ai và cơ quan nào đã tham mưu cho chính phủ để lấy vốn ODA cấp cho ngân hàng, một cơ chế thuần túy kinh doanh? Việc chính phủ đề nghị Quốc hội cấp vốn ODA cho giới chủ ngân hàng cũng là một bằng chứng mới cho thấy dưới thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, chính phủ rất có thể đã quen với việc dùng tiền ODA để chi cho những mục đích khác. Nhưng thay vì sử dụng đúng mục đích ODA cho các dự án hạ tầng cơ sở và môi trường, họ đã cắt nguồn vốn này cho các khoản chi tiêu thường xuyên của chính phủ, thậm chí còn có thể cắt ODA cho các dự án xây dựng trụ sở hành chính và tượng đài từ hàng ngàn đến hàng chục ngàn tỷ đồng, đầy tai tiếng và cực kỳ đáng lên án. Trong khi đó, ở Việt Nam vẫn chưa có bất kỳ tổ chức giám kiểm nào độc lập cho một khu vực được coi là nhạy cảm như là ODA. Những tổ chức phi chính phủ Việt Nam muốn làm việc này thì không được phép thành lập. Đi vay vốn nước ngoài để phát triển cơ sở hạ tầng và môi trường cho người dân Việt Nam đó, mà không có thành lập những cái ban bè, những cái cơ quan để mà kiểm soát cái nguồn vốn vay có sử dụng đúng mục đích hay là bị sử dụng sai mục đích. Chính phủ thì không thành lập những cái ban bè đó, mà trong khi những cái tổ chức phi chính phủ mà người ta muốn thành lập những cái ban bè đó để người ta kiểm soát cái nguồn vốn vay có được sử dụng đúng mục đích hay chăng thì không cho phép thành lập. Tại sao mình cần phải kiểm soát cái nguồn vốn vay có sử dụng đúng mục đích hay không? Bởi vì các anh chị nên nhớ, vốn vay ODA mình phải hoàn lại và mình phải trả lãi suất chứ không phải là không đâu. Và ai sẽ là người trả cái chuyện đó? Ngân sách nhà nước. Mà ngân sách nhà nước là ai? Là tiền thuế của người dân. Có nghĩa là khi mà họ đi vay để mà họ phát triển cơ sở hạ tầng, rồi trường học, rồi y tế, rồi môi trường, những cái mà phúc lợi an sinh xã hội cho người Việt Nam á, thì dĩ nhiên chúng ta đóng thuế cho ngân sách nhà nước, rồi chúng ta trả những cái nợ đó là hợp lý các anh chị, bởi vì chúng ta là những cái người được thụ hưởng những cái thành quả từ cái việc đi vay vốn phát triển đất nước đó. Nhưng mà đằng này chúng ta không có được hưởng những cái điều đó, vậy thì chúng ta phải đi trả nợ cho những cái khoản vốn vay đó mà cha con nó chia chác ăn giọng lấy giận lẫn nhau sao, đúng không? Mà bây giờ mình muốn thành lập những cái ban để mà mình kiểm tra, để mà mình giám sát cái việc sử dụng vốn vay, nó đâu có cho đâu. Những tổ chức phi chính phủ Việt Nam nào muốn làm được việc này thì cũng không được cho phép thành lập. Trong khi đó, những tổ chức phi chính phủ nước ngoài vốn có trong truyền thống kiểm định những dự án lớn như thế này lại chưa hoạt động ở Việt Nam và cũng chưa được một cơ quan nhà nước nào của Việt Nam mời vào. Quá hiển nhiên, đó là lý do vì sao ngay cả những quốc gia được coi là có thiện cảm với Việt Nam như là Đan Mạch, Thụy Điển, Úc cũng phải thẳng tay cắt giảm viện trợ ODA đối với một chính quyền ăn của dân không chừa thứ gì. Bây giờ thì không còn có thể mơ đến việc nhận viện trợ không hoàn lại từ trên trời rơi xuống như nhiều năm trước nữa. Tiền nào cũng là tiền. Viện trợ không hoàn lại là tiền của người dân các nước phát triển đóng thuế cho chính phủ. Và những người dân nước này sẽ phẫn nộ đến mức nào khi biết được tiền của họ đã bị một quốc gia nằm trong nhóm đầu thế giới về tham nhũng như Việt Nam ăn không chừa thứ gì. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Từ khoảng 3 năm qua, không chỉ các dự án cho vay mà cả viện trợ không hoàn lại từ phương Tây vào Việt Nam đã trở nên rất ít, ít đến mức thảm thiết. Bởi vậy cho nên đồng chí Phúc cứ cắp rổ đi xin, đi vay, đi năn nỉ đi. Bây giờ bôi thêm vài chục hũ kem chống nhục nữa và ráng uống cong thêm lưỡi nhiều tấc nữa coi, coi có thể vay được những cái khoản vay đó không. Trời ơi, thế giới bây giờ người ta rõ mặt con chuột Việt Nam rồi, người ta không có dài gì mà người ta đem tiền của dân chúng người ta để mà người ta cho vay vào những cái xứ mà chính quyền rồi nhà cầm quyền của cái xứ đó mà ăn của dân không chừa thứ gì. Ngoài cái chuyện ăn của dân ha, xong rồi đi vay vốn người ta về cũng không có sử dụng đúng cái mục đích vốn vay, cũng ăn không chừa thứ gì, rồi bắt người dân e của trả nợ. Các anh chị thấy không? Trời ơi, tưởng quốc tế người ta ngu sao? Người ta nhân đạo đó, nhưng mà cứ lợi dụng cái lòng nhân đạo của người ta hoài, tới một lúc
người ta cũng phát hiện ra cái lòng nhân đạo mà đặt sai chỗ là rất tai hại. Người ta cắt giảm ít luôn, ít một cách thê thảm, thảm thiết. À, anh chị vừa mới chia sẻ với các anh chị ha, cái bài đọc để mà dẫn chứng với các anh chị rằng là Việt Nam chúng ta có thể một ngày rất là gần sẽ phải đổi tên thành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Vinadisin. À, anh chị vừa mới chia sẻ với các anh chị bài đọc, anh chị đã rất là trễ hẹn rồi. Bây giờ anh chị xin phép được đi nha. À, xin lỗi các anh chị ha. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi rất nhiều. Xin hẹn các anh chị trong chương trình livestream kế tiếp. Xin chào tạm biệt mọi người. Trưa ngày 9 tháng 3 năm 74, tại trường tiểu học cộng đồng Cai Lậy, đã 93 người này đã đích thân bồng bế các em bị thương đầy máu me lên xe cứu thương trở về trung tâm y tế toàn khoa tỉnh Định Tường cấp cứu. Và cả ba người này thì hiện nay hai người thì đang sống ở Westminster, California và ở Hoa Kỳ, và một người sống tại Jacksonville, Florida của Hoa Kỳ. Các anh chị thấy cái giống gì mà nó cứ nhè vào dân thường để mà nó tấn công như vậy các anh chị? Còn cái sự việc mà anh chị kể cho các anh chị nghe đó là cái sân vận động Quy Nhơn đó, có một cái câu chuyện thương tâm là ở trong đó có hai người, thầy, một cái thầy giáo tên là thầy Khanh, rồi một cái cô giáo tên là cô Yến. Cô Yến với thầy Khanh là những người đều dạy ở những cái trường trung học nổi tiếng của Quy Nhơn lúc bấy giờ. Thì cái khi mà cái pháo kích đó là cô Yến cổ chết ngay tại chỗ, còn thầy Khanh thì bị thương rất là nặng, đưa vô nhà thương. Thì khi ổng vô tới nhà thương, ổng còn trong cái cơn nguy kịch, nhưng mà ổng lúc nào cũng hỏi về vợ mình. Thì người ta giấu, người ta không có cho ổng biết là cô Yến mất rồi. Rồi cho đến khi mà ổng bình phục một phần nào, ổng qua cái cơn nguy kịch rồi, thì lúc đó đó mới cho ổng biết rằng là cô Yến đã chết tại chỗ tại cái đêm đó. Ổng khóc nhiều ngày ở trên trường, ở trên giường bệnh, ổng khóc nhiều ngày trên giường bệnh. Rồi sau đó ổng phục hồi thì chính quyền mới cho ổng đi du học, qua Tân Tây Lan du học. Thì những cái người nhân chứng còn sống này á, bây giờ họ cũng ở Mỹ đó. Cái anh 7, chị 8 mà anh chị kể đó, nhân chứng, cái chị đó lúc đó chỉ là nữ sinh trung học, hiện giờ họ đang ở Mỹ. Có nhiều người nhân chứng cho cái chuyện này lắm. Cái đám tang của cô Yến đó là cả ngàn ngàn học sinh, không chỉ có một cái trường trung học mà cô dạy, mà những cái học sinh trường khác họ cũng đi đưa, tại vì họ là những cái người thầy cô giáo rất là có tiếng và được học sinh yêu quý. Và các anh chị thấy tội nghiệp cho dân lành, dân lành vô tội. Đã chiến tranh là một cái gì đó nó rất là tang thương, nó rất là đau đớn rồi. Mình nó không phải chỉ riêng bên phía Việt Nam Cộng Hòa, ngay cả bên Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tức là Cộng sản Bắc Việt cũng vậy. Con em họ đi ra xa trường, họ chết, người nhà cũng đau khổ. Nhưng mà có điều rằng là cái chết của họ đó, nó chết vì những cái mục đích khác nhau, vì những cái lý tưởng khác nhau. Mà người nhà của những cái người bộ đội, người lính cụ Hồ chết vì những cái điều mà vô duyên, vô nghĩa đó. Nhưng mà gia đình họ không có thấy cái điều đó. Bởi vì sao? Bởi vì họ bị tuyên truyền rồi, các anh chị thấy không? Khi mà anh chị coi cái video clip mà của bà vợ tướng Loa, bà vợ ông Bảy Lốp, tên khủng bố đó, biệt động thành đó, mà hận tướng Loan, hận thế này thế kia, rồi bà khóc và bà nói cho đến cái ngày bà chết, bà nhắm mắt bà chết, bà cũng không quên được cái mối thù này. Vậy thì phải ai đó phải hỏi bà chứ, tại sao cái lúc chồng bà quăng lựu đạn vô trong gia đình người ta, chết vợ người ta, con thơ người ta, hai ba đứa mẹ già người ta, vậy thì cái mối thù này làm sao đây? Cái mối thù này làm sao đây? Các anh chị thấy không? Người dân của mình họ bị lừa. Họ bị lừa từ Bắc chí Nam, mà đó là mình nói từ cái thời bình, từ cái thời chiến, xin lỗi, mình nói từ cái thời chiến. Người dân của mình á, là đã chịu những cái tang thương nghiệt ngã. Thì bây giờ mình đổ thừa vô chiến tranh nó như vậy đi. Vậy thì bây giờ cái thời bình nè, của người dân mình nè, người dân mình vẫn chết vô tội, và có những cái chết không thể tưởng tượng được. Ví dụ như chúng ta thấy có bao nhiêu thanh niên khi đi vào đồn công an rất khỏe mạnh, không đau ốm, bệnh tật cũng không trầm cảm, trầm uất, mà ra khỏi đồn công an hoặc là hồn siêu phách lạc, hoặc là tàn phế, hoặc là có những em đi rồi không trở về nữa. Những người đi rồi không trở về nữa, vào đồn công an rồi đâm ra trầm cảm thế nào, rồi lại treo cổ tự tử, chết đủ mọi lý do hết á. Thời chiến cũng chết, mà thời bình cũng chết, mà thời bình chết còn nhiều hơn thời chiến nữa cơ.
mà chết vì những cái mà tai bay vạ gió, cái kiểu gì cũng chết ở trên một cái đất nước thanh bình. Thanh bình thấy sợ, hát karaoke to quá cũng chết, các anh chị thấy không, đi ăn đám cưới hát dở quá cũng chết, kiểu gì cũng chết hết đó các anh chị. Bây giờ mình nói tới cái việc đó là một vài cái sự chia sẻ anh Chi vừa mới kể với các anh chị về cái cuộc pháo kích thảm sát ở ở sân vận động Quy Nhơn, để mà nói rằng là cái việc mà Việt Cộng họ pháo kích vào trường tiểu học Cai Lậy hay là vào một cái trường trường tiểu học khác nữa, giết chết bao nhiêu, cái chuyện giết người đó đối với họ là một cái gì đó nó rất đổi bình thường, nó không có cái gì là phải cắn rứt lương tâm. Ở Quy Nhơn thời đó rạp chiếu bóng Trưng Vương bị đặt plastic chết rất nhiều. Rồi hình như ở khách sạn Caravelle Sài Gòn cũng chết không quý vị? Toàn là những cái mục tiêu dân sự bị tấn công không à. Thiệt là nhục nhã. Rồi các anh chị thấy có những cái gương kêu là những cái gương anh hùng mà chúng ta được được học, nào Võ Thị Sáu, nào Lê Văn Tám, nào Nguyễn Văn Trỗi rồi. Thì các anh chị thấy thí dụ như mà tẩm xăng rồi lao vô kho đạn hay là kho xăng dầu giữa Thị Nghè rồi gì đó, toàn là những chuyện nhảm nhí không các anh chị thấy không? Học về anh hùng thì học như vậy, mà trên thực tế đó là dân lành vô tội chết biết bao nhiêu bởi những cái anh trai chị gái khủng bố đó thì mình đâu có được học. Nhưng mà nó lại được nâng lên, nó được thổi phồng, nó nâng lên ở một cái tầm vóc khác. Đó là những cái thành tích, đó là những cái chiến công góp phần gây hoang mang cho quân địch. Mà xin lỗi chứ, động được tới hình cộng lông chân của quân địch không? Hay là toàn là đem đầu những cái người dân thường vô tội ra để mà hành quyết người ta không? Nào là nửa đêm mà trà trộn vô. Anh Chi có một anh bạn, anh Tim ở bên Minnesota, anh hay kể cho anh Chi nghe lắm. Anh nhà anh ở Đà Nẵng, ở những cái vùng mà giáp ranh. Các anh chị biết hả, nửa đêm á, tụi nó lẻn vào nhà, tụi nó kề dao ngay cổ. Có theo kháng chiến không? Không theo thì nó cứa, thì bắt buộc phải theo. Thì theo phải theo như thế nào? Theo á, là phải nuôi dấu cán bộ, phải tiếp tế lương thực cho cán bộ. Mà thậm chí các anh chị biết hả, kề dao vô cổ vậy nè, hỏi có theo kháng chiến không? Ha, có theo kháng chiến, có theo cách mạng không? Kêu là có theo cách mạng không đó. Không theo là có chuyện. Xong rồi đó, nếu mà theo, dạ theo đó, thì buộc phải làm những cái phận sự gì, buộc phải làm những cái nhiệm vụ gì. Và trước khi mà rút đi còn hăm dọa thêm một câu, dặn cái gì là phải nhớ, cái nhiệm vụ này vụ kia là phải hoàn thành. Không hoàn thành á là chiều con mày đi học ra là không có về nhà nữa đâu. Thì hỏi các anh chị làm sao mà người dân dám nói không được? Làm sao người dân dám nói không? Bao nhiêu là nhân chứng sống, người ta còn sờ sờ đây, người ta kể chuyện cho mình nghe. Anh Tim ảnh kể cho anh chị nghe rất là nhiều chuyện về những cái người dân lành, không ưa cộng sản đâu, nhưng mà bất đắc dĩ cũng phải trở thành người có công với cách mạng, bởi vì bị kề dao kề cổ, bị kề súng vào đầu. Không đi theo cách mạng, không che chở đùm bọc cho cách mạng, không góp công góp sức vào cách mạng là bị cách mạng thủ tiêu cướp cổ chết à. Còn thêm hăm dọa, ai cũng có con em, rồi con em cũng phải đi học, không? Thành ra còn bị hăm dọa. Mày mà không theo cách mạng, mày mà không làm nhiệm vụ này, nhiệm vụ kia để mà giúp cán bộ hay là nuôi cán bộ hay này nọ, là con em mày đi học là nó về nhà nó chỉ còn có một cái chân thôi, hoặc là nó không có về được tới nhà đâu. Thì các anh chị bị uy hiếp, các anh chị bị kêu là bị ép buộc vào một cái tình thế như vậy, các anh chị không muốn theo cách mạng cũng không được nữa. Chứ ở đó mà nói rằng thành lập ra một cái mặt trận giải phóng dân tộc miền Nam, ở đâu ra? Những cái người á, có một số con người ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản thật ha, mà có những cái con người bị buộc phải rơi vào cái tình cảnh đó, họ không có muốn theo cách mạng đâu, họ cũng chẳng muốn giúp gì cách mạng đâu, chơi với cách mạng giống như là chơi với con dao hai lưỡi vậy, không biết đứt tay lúc nào, họ không muốn đâu, nhưng mà họ bị ép buộc, họ bị bắt buộc. Không lẽ bây giờ người ta bỏ xứ, bỏ nhà cửa vườn tược người ta ra đi hay sao? Nhưng mà nếu người ta không làm cái điều đó thì người ta cũng gặp nạn, con cái người ta cũng gặp nạn.
toàn là chơi cái trò mà đớn hèn như vậy, hăm dọa và uy hiếp người ta như vậy, thì bảo sao mà người ta bắt buộc người ta phải theo. Cho nên nó nói thật với các anh chị đó, có dịp á, mà gặp những cái bà mẹ Việt Nam anh hùng, hoặc là có dịp mà gặp những cái gia đình có công với cách mạng đó, phải hỏi người ta coi có thực sự là mấy ông mấy bà từ trong lương tâm mấy ông mấy bà mà mấy ông mấy bà đi theo cách mạng như vậy không, hay là mấy ông mấy bà bị uy hiếp để mà buộc trở thành những cái gia đình mà bất đắc dĩ có công với cách mạng, có công với cách mạng nhưng mà là có tội với đồng bào. Thật sự là như vậy. Ngoại trừ khi mình đẻ con mình ra rồi á, rồi mình cho con mình đi kháng chiến á, thì cái chuyện đó nó khác. Còn mà bị buộc phải mà tiếp tay với tội ác đó, để mà diễn ra trong cái đời sống của người dân lành đó, mình á, bất đắc dĩ mình trở thành người có công với cách mạng. Nhưng mà như vậy, mình cũng có tội với đồng bào mình luôn. Đó là những cái người họ không thể hy sinh cái mạng sống của họ được. Thành ra họ đành phải hy sinh cái mạng sống của những cái người khác. Chính vì Việt Cộng á, Cộng sản á, họ nắm được cái điểm yếu của người ta, thành ra họ làm cái điều đó thôi các anh chị. Cho nên mới thấy cái sức mạnh của Cộng sản nó ghê gớm như thế nào. Và các anh chị phải nói là chúng ta phải thừa nhận một điều, Cộng sản quá là tinh quái, nắm rất rõ cái tâm lý con người và nắm rất rõ cái tâm lý đám đông. Chúng ta có một cái cuốn tâm lý học đám đông của một cái nhà kêu là nhà triết lý, nhà tư tưởng Le Bon của Pháp, phải không? Cái cuốn đó rất là hay. Anh chị đọc cái cuốn tâm lý học đám đông của Nhật Phong tặng. Trời ơi, đọc muốn bể đầu luôn các anh chị. Đọc phải đọc tới đọc lui, đọc nhiều lắm để mà mình hiểu cái số đông nó là như vậy. Khi mà mình hiểu được cái tâm lý đám đông, mình vận dụng được cái tâm lý đám đông thì mình mới có thể làm được cái gì đó. Nhưng mà đó hoàn toàn là những cái khái niệm rất là khó nhằn, mình đọc tới đọc lui mình cũng cũng khó lắm. Nhưng mà phải nói rằng là cộng sản họ là bậc thầy trong cái việc mà nắm được cái tâm lý của số đông. Đó là lý do mà các anh chị thấy là biết bao nhiêu triệu người bị cộng sản dắt mũi đi, bịt mắt, dắt mũi đi ngon ơ là như vậy. Nhưng mà cái điều đáng tiếc ở đây rằng á, họ có cái khả năng, họ nắm được cái tâm lý đám đông nhưng để phục vụ cho những cái mưu đồ đen tối. Đó là quỷ sứ Sa Tăng dẫn đường. Chúng ta đó đang thông qua một cái dự luật để mà đổi tên nước các anh chị. Đến cái giai đoạn cũng phải hội nhập với thế giới các anh chị thấy không? Thành ra cũng phải kiếm một cái tên gì đó để mà hội nhập cho nó dễ dàng. Ví dụ như chúng ta là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thì anh chị thấy người ta đang phát động, người ta đổi tên nước rằng là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Vinadisin. À, nó bắt nguồn từ cái việc là cái này theo anh Chi nghĩ thôi nha, cũng có thể rằng là mình bị nhiễm cái chất độc màu da cam dioxin á, thành ra mình bị khùng chăng. À, nhưng mà cái chất độc dioxin nó chỉ là cái chất mà dioxin nó chỉ là một cái chất trắng không màu không mùi, nó là một cái thuốc diệt cỏ thôi. À, hồi xưa Mỹ họ thải những cái chất độc mà xin lỗi, thải những cái hóa chất để mà diệt cỏ dại thôi. Cái chất dioxin đó diệt cho cỏ rồi nó đừng có mọc lum tùm quá, để làm chi vậy, để Việt Cộng nó không có núp lùm được. Thì đó là cái việc của cái hóa chất thuốc diệt cỏ dioxin. Tuy nhiên là mấy ông mấy bà bác sĩ với tiến sĩ của mình á thì lại kêu là lập lên một cái cuộc đi kiện, kêu đòi công lý cho những cái nạn nhân bị bệnh đau, bị chậm phát triển. Thì cuối cùng là cái cuộc kiện đó với 10 triệu tờ đơn kêu là đi thu thập chữ ký đó, thì cái cuộc kiện đó là thua một cách nhục nhã. Thì trong những cái livestream khôi phục tâm thức Việt trước, anh Chi đã có giới thiệu, đã có trình bày với các anh chị về cái cuộc đi kiện của một đoàn bác sĩ với giáo sư và luật sư của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, sách cả một tấn tài liệu, 10 triệu giấy A4 thu thập chữ ký của các cái nạn nhân chất độc màu da cam, đại khái như vậy.
Thì khi mà ra tòa được hỏi chất độc màu da cam màu gì, kêu là màu cam. Nhưng mà thực ra thì cái chất mà dioxin nó là cái thuốc diệt cỏ. Màu trắng không màu không mùi, trắng đục, nó không phải màu cam, nó đựng ở trong những cái thùng màu cam. Thì đại khái là trong cái livestream trước anh chị đã có chia sẻ với các anh chị về cái phiên tòa xử chất độc màu da cam dioxin rồi. Và phải nói rằng là Cộng sản Việt Nam, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thắng động một cái quả nhục rất là to, rất là to. Cái quả nhục đó được phát đều cho từ Bộ Chính trị cho tới các cái nhà chức trách cầm quyền, cho tới những cái vị giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ và luật sư. Khi mà tòa hỏi thì bảo đó là một cái chất độc màu cam. Thì anh chị đã có chia sẻ về cái chuyện đó rồi. Tại sao họ đi kiện cái hãng hóa chất để mà kêu lại kêu là kêu đòi công lý cho các cái nạn nhân chất độc màu da cam, chất độc dioxin rồi đó, thì chẳng qua là họ muốn lấy 2 triệu Mỹ kim ở cái thời điểm đó. Rồi nay á, là trong cái quá trình mà đồng chí Nguyễn Xuân Phúc cứ vác rổ vác rá đi xin rồi đi vay, đại khái là đi vay xong rồi nếu mà được thì không hoàn lại nhé thì càng tốt hơn. Các anh chị có thấy ví dụ như bây giờ các anh chị kẹt quá, các anh chị phải đi vay, nhưng mà đồng chí Phúc nhà mình phải công nhận rằng là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đó, khi mà ông lựa chọn cái nhân vật để mà ông đặt vào cái ghế, cái vị trí thủ tướng đó, phải công nhận là ông Nguyễn Phú Trọng ông cũng là một bậc anh tài hào kiệt, phải không các anh chị? Là một bậc anh tài hào kiệt hiếm có trong lịch sử Việt Nam. Thì chọn một cái nhân vật rất là đúng, cái mặt thì cứ đực ra, cứ đơ ra. Đại khái rằng là Thủ tướng Phúc đã có một cái lớp kem chống nhục rất là hiệu quả, không? Rất là công hiệu rồi. Cho nên ổng vác cái rổ đi khắp nơi để ổng đi vay. Thậm chí rằng là ngay cả khi ổng đi vay rồi á, ổng bày tỏ ổng muốn vay bao nhiêu, vay như thế nào. Ổng thầm thêm một câu là nếu mà không phải hoàn lại thì càng tốt nhé. Các anh chị thấy không? Phải nói là ông đảng trưởng, ông đi tìm một cái nhân vật, phải nói một cái tay chân làm việc rất là hiệu quả, một cái công bậc của nhân dân rất là hiệu quả. Thì cắp cái rổ đi vay khắp nơi các anh chị, đi vay khắp nơi. Nếu mà hoặc là không lãi suất, hoặc là không hoàn lại. Thì chính vì vậy đó mà anh chị thấy trên cái cộng đồng dân tình bây giờ người ta mới nghĩ rằng có thể rằng là cái nhà nước mà cái Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bây giờ có thể sẽ đổi tên thành là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Vinadisin. Nó cũng còn đỡ hơn, nó cũng còn đỡ hơn là bên bên Venezuela chứ các anh chị, phải không? Nó còn đỡ hơn là bên Venezuela chứ, tại vì bên Venezuela bây giờ đó, khi mà họ tới thiên đường rồi á thì bây giờ họ lũ lượt kéo nhau đi đi tị nạn. Mà các anh chị thấy những cái xứ sở mà họ đã đến được cái cảnh giới là thiên đường rồi đó, thì dân tình là phải kéo nhau đi tị nạn. Mà tị nạn cái gì các anh chị có biết không? Tị nạn đói. Hơn 80% người dân Venezuela đã tìm cách thoát khỏi cái đất nước của mình và đi gọi là đi tị nạn ở những cái nước chung quanh các khu vực trong Mỹ Latin để mà tránh cái nạn đói. Và cái số người còn lại đó thì phải đối mặt với cái nguy cơ khan hiếm và cạn kiệt về lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm. Họ những cái người mà họ ở lại, họ không có di tản á, thì họ phải đối mặt với cái nguy cơ đó khan hiếm các cái lương thực, thực phẩm. Thì không biết rằng là Việt Nam chúng ta sẽ đi đến cái cảnh giới là thiên đường hay không. Bởi vì anh chị nghĩ rằng là chắc là lãnh đạo của Venezuela đó, họ không có trí tuệ giống như lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam chúng ta. Từ ở trên cái cấp bộ chính trị có lẽ rằng họ thiếu đi một cái con người. Họ thiếu đi một cái con người mà phải nói rằng là có một cái tài năng giống như Nguyễn Xuân Phúc. Anh chị nghĩ như vậy.
Venezuela bây giờ họ lên tới thiên đường rồi, các anh chị thấy người dân phải bốc bốc rác mà ăn rồi, và họ trở thành những cái người cướp trên những cái đường quốc lộ xa lộ, cướp những cái xe vận tải chuyên chở hàng hóa, họ trở thành những cái người đi lượm rác bất đắc dĩ, những cái người đi cướp bất đắc dĩ. Bây giờ chỉ còn có thiếu điều là xẻ thịt nhau mà ăn thôi. Và bây giờ các anh chị thấy thiên đường nó tản mát hết trơn, người ta phải chạy qua những cái xứ xung quanh để mà người ta đi tị nạn. Mà tị nạn cái gì? Tị nạn nạn đói, tị nạn cái sự đói. Không biết là những cái tin tức này người dân ở trong nước của mình có được biết hay không? Những cái tin tức kiểu này có được lên các cái đài VTV, HTV, rồi có được lên những cái đài truyền hình ở trong nước để mà thấy Venezuela đã tới thiên đường và trên thiên đường nó như thế nào hay chưa? Cũng giống như là mấy khủng bố mà ôm bom cảm tử đó các anh chị, với một cái lời dụ rằng là bây giờ mày tử vì đạo hả, mày tử vì đạo, mày ôm bom, mày hy sinh đi, mày đánh bom cảm tử đi, mày lên tới thiên đàng là sẽ có 7 đồng trinh đang chờ đợi. Nhưng mà các anh chị biết nó phải chết rồi nó lên thiên đàng nó mới thấy được 7 đồng trinh đó như thế nào. 7 đồng trinh đó đứa nào đứa nấy mập thù lù, đen thù lùi, lông lá đầy hết, mùi hormone rất là mạnh. Trời ơi, chừng đó mới có muốn trở lại địa giới cũng muộn rồi. Chưa có chết làm sao mà biết đồng trinh ở trên thiên đàng nó như thế nào. Mà lên tới thiên đàng rồi mới phát hiện tá hỏa ra, hóa ra đồng trinh là như vậy. Đồng trinh là không có chồng, không có ai chơi. Ồ, 72 đồng trinh lần hả? Ồ, anh chỉ nói 7 phần. Anh chỉ nói 7 cô đồng trinh là anh chỉ nói ít đi, nói giảm đi hết của người ta tới 10 phần lận. Lên thiên đàng gặp 72 đồng trinh. Chính vì chưa chết các anh chị, thành ra đâu biết trên thiên đàng đồng trinh nó như thế nào. Đồng trinh là những cái cô gái còn trinh. Tại sao còn trinh vậy? Tại không ai chơi hết, không ai lấy hết hay sao? Không biết, phải lên tới thiên đàng mới biết được. Thì mẹ ơi, Chúa ơi, lên tới thiên đàng đến Chúa mẹ ơi, đồng trinh đi hả? Thôi, cho con xuống hạ giới. Lúc đó muộn rồi em. Muộn rồi cưng. Các anh chị thấy, đó đó. 72 đồng trinh ở trên thiên đường của mấy khủng bố ôm bom cảm tử nó là như vậy đó. Lâu lông lá không, râu ria không à, hormone rất là mạnh, mùi nó rất là nồng, mập cùi cùi, đen tù lùi. Cho mấy anh chị 72 đồng trinh kiểu đó mấy anh chị ham không? Nó bị lừa mà nó đâu có biết, nó bị lừa mà nó không có biết. Thì bây giờ cũng giống như dân tình Venezuela cũng vậy, Venezuela người ta lên tới thiên đường luôn rồi, rồi các anh chị thấy trời ơi, đi bốc rác ăn, đi cướp ăn, cái gì cũng phải đi cướp, đi lụm, đi mót. Trong khi con cái của những cái thằng lãnh đạo ở Venezuela cũng vẫn là siêu xe với đồng hồ nạm kim cương, với lại hàng hiệu mắt kiến. Mấy con cái lãnh đạo Venezuela nó vẫn vậy đó các anh chị, không có khác gì hết đó. Nhưng anh chị nghĩ rằng là đó, cái thiên đường Venezuela chẳng qua đó, sở dĩ mà họ chạm được tới cái ngưỡng cửa thiên đường, nó có hai cái lý do. Cái lý do thứ nhất á, Venezuela đó không có được một cái vị công bộc tài năng giống như Nguyễn Xuân Phúc nhà mình. Và cái điều thứ hai á, Venezuela không có được một cái cộng đồng người Venezuela tị nạn cộng sản ở ngoài đông đảo giống như cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản của chúng ta. Đó là lý do mà Venezuela lên tới thiên đường sớm hơn chúng ta. Như vậy thì các anh chị phải thấy rằng là mình đang còn may mắn. Mình chưa phải bốc rác ăn. Mình chưa phải đi ăn cướp để có cái ăn. Mình nhờ vào hai điều. Điều thứ nhất, chúng ta có một người công bộc quá sức là tài năng đi. Anh Nguyễn Xuân Phúc. Cắp rổ đi xin khắp nơi. Và chắc có thể rằng là ảnh đã sử dụng kem chống nhục từ tấm bé, thành ra lớn lên da mặt của ảnh rất dày và rất đẹp. Và chúng ta có một cái cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản quá đông, gần 5 triệu người ở ngoài hải ngoại. Đó là cái lý do mà Việt Nam chúng ta vất vả mãi mà vẫn chưa lên được tới thiên đường.
Ai đời mà đi vay mà xin lỗi nói thiệt với các anh chị đó, ai mà tới gặp anh Chi mà nói chi có tiền cho tôi vay, dĩ nhiên mình không có lấy lãi suất đâu phải không, nhưng mà cũng phải có cái thời điểm để trả nợ, nếu mà được thì cho vay lâu lâu chút nha, không lãi suất nha Chi nha, mà khỏi hoàn lại luôn được không. Trời, nói kiểu đó chắc đá đít ra cửa đi về mất thời giờ. Tiền người ta là cái gì, là rơm là rác, tiền người ta là tiền hồ hay sao mà muốn in bao nhiêu in, mà biểu cho mượn không hoàn lại, thiệt là điên. Có rất nhiều những cái việc ở trong nước mà chắc có lẽ là một lúc nào đó anh Chi sẽ phải làm một cái livestream tấu hài các anh chị, để mà anh Chi giới thiệu với các anh chị những cái màn hài kịch rất là hay, rất thâm thúy, gọi là hài nhất trên đời, về những cái gì nó đang diễn ra ở trong nước, những cái hiện tình đất nước của mình. Nếu mà phải nói rằng là khi mà mình nhìn về hiện tình đất nước của mình với một cái nhìn chính kiến, kêu là phân tích rồi bình luận thì nó khó nhai khó nuốt quá đi, nhưng mà với cái nhìn đó mà nó hài hước đó thì các anh chị sẽ được một trận cười ra nước mắt, cười bể bụng có. Mà các anh chị biết gần đây á, chúng ta có Phật Hồ Chí Minh phải không, rồi chúng ta có Bồ Tát Đỗ Mười ha, rồi chúng ta có một cái bậc anh tài ở thế thiên hành đạo là Nguyễn Phú Trọng ha, thì các anh chị biết rằng là đây là cái điểm duy nhất mà chúng ta qua mặt được Trung Quốc ha. Trung Quốc thì họ có Khổng Tử Lão Tử gì đó từ mấy ngàn năm trước đại khái như vậy, nhưng mà tính tới thời điểm này đó thì họ chưa có ông Phật ông Bồ Tát nào là ông Mao Trạch Đông hay là Đặng Tiểu Bình rồi này kia, không có. Nhưng bây giờ thì Trung Quốc đã bắt kịp chúng ta rồi, chưa nhưng mà sắp rồi. Đại khái là quan chức Trung Quốc bây giờ đó họ nói rằng là người Tây Tạng coi ông Tập là Bồ Tát sống. Cái tin này á được đăng ở trên báo VN Express là báo Việt Nam. Các anh chị tưởng tượng người dân Tây Tạng, Tây Tạng là một cái dân tộc mà bị đàn áp kinh khủng nhất. Thanh niên trai tráng của Tây Tạng đó là bị đưa đi đày xa, đi làm khổ sai lao động ở những cái vùng hẻo lánh. Còn đàn bà con gái Tây Tạng đó thì bị làm gọi là những cái máy đẻ để mà nhân rộng cái giống dân người Hán hả? Thì đại khái là con nít thì bị cưỡng bức lao động, rồi đàn bà thì trở thành những cái máy đẻ sản xuất duy trì nòi giống của người Hán. Còn đàn ông thanh niên trai tráng của Tây Tạng thì bị đày đi những cái vùng rất là hẻo lánh xa xôi để mà đi khai hoang. Và phần lớn, cái lượng rất là lớn những cái nhà tu hành Phật giáo là quốc giáo của Tây Tạng, thì phần lớn các cái vị chân tu chức sắc tu hành đó của Tây Tạng thì bị cầm tù, bị đàn áp rất là dã man ha, dã man. Các anh chị đã thấy cái cảnh rằng là họ họ ngâm những cái vị thầy tu của Tây Tạng ở trong những cái củi và họ cho ngập nước ở trong đó để cho các vị có thể bị chết ngột. À, để mà đàn áp những cái vị tu sĩ của Phật giáo Tây Tạng. Tuy nhiên, như vậy có thể nói rằng là người dân Tây Tạng họ đã đắc đạo hơn người dân Việt Nam. Người dân Việt Nam chúng ta chưa có bị kêu là đàn áp tới cái mức mà khủng khiếp như vậy, mà chúng ta có người thì bằng lòng, có người không. Đa số những cái người mà bằng lòng mà thờ Hồ Chí Minh là Phật thì chỉ có đảng viên thôi. Rồi đa số những cái người mà thờ ông Đỗ Mười, ông Võ Nguyên Giáp là những cái vị Bồ Tát thì cũng chỉ là đảng viên thôi. Đó. Còn những cái người mà tung hô ông Tổng Trọng là bậc anh tài thế thiên hành đạo thì nói cho ngay cũng là đảng viên thôi. Chứ người dân chúng ta thì anh Chi nghi ngờ cái điều đó, chắc là chưa. Như vậy là người dân Việt Nam chúng ta chưa có bằng được người dân Tây Tạng. Người dân Tây Tạng họ đã gọi là
đắc đạo tới cái mức, họ từ bi hỷ xả tới cái mức mà họ bị đàn áp còn hơn là một con chó ghẻ bị đàn áp. Mà họ vẫn, đây, họ nói rằng người Tây Tạng coi ông Tập là Bồ Tát sống. Thì các anh chị có thấy cái giọng điệu của một lũ quan chức cộng sản nó là như nhau, và cái giọng điệu của những cái tên nô bộc đĩ bút lều báo của các cái xứ cộng sản nó là như nhau. Chúng ta đang kêu gọi rằng nếu mà chúng ta không làm gì thì tương lai của Việt Nam chúng ta sẽ trở thành một cái đất nước Tây Tạng thứ hai. Thì ngay giờ này bên Trung Quốc, các cái quan chức họ nói rằng là người dân Tây Tạng coi ông Tập là Bồ Tát sống. Chúa mẹ ơi, mô Phật. Có lẽ là một lúc nào đó có lẽ là một lúc nào đó thì người dân Việt Nam chúng ta cũng sẽ coi ông Tập là Bồ Tát sống. Có phải vậy không các anh chị? Nhưng mà để mà người dân Việt Nam chúng ta đó mà coi ông Tập là Bồ Tát sống thì chừng đó đó thanh niên Việt Nam chúng ta phải đi đầy hết rồi. Đi làm cu li xứ người hết rồi. Hả? Rồi á, phụ nữ Việt Nam chúng ta đó là trở thành những cái máy đẻ duy trì nòi giống của người Hán. Và con em chúng ta đó được vào những cái trại kiểu như là nó nuôi cho lớn để mà nó mổ, nó lấy nội tạng. Chừng đó đó thì người dân Việt Nam chúng ta có khi là mới coi ông Tập là Bồ Tát sống được. Anh chị lượm được một cái câu này ở trên trên Facebook rất là hay. Việt Cộng, mà anh chị nghĩ rằng là không riêng gì Việt Cộng, mà Trung Cộng cũng vậy, mà tụi Bắc Hàn Cộng cũng vậy. Họ biến thầy thuốc thành con buôn, biến giáo viên thành con đĩ, biến văn sĩ thành bưng bô và biến côn đồ thành lãnh đạo. Trời, cái câu này là cái câu phải nói là quá chính xác. Chúng ta truyền miệng nhau cái câu này nha các anh chị, để cho con em chúng ta học thuộc như là những cái câu vè ngày xưa mà chúng ta được học. Ngày xưa chúng ta được học những cái câu vè, thì bây giờ chúng ta phải truyền miệng nhau những cái câu vè như thế này, để cho con em của chúng ta nó nằm lòng các anh chị, để nó lớn lên với những cái câu kêu là kim chỉ nam như thế này. Việc cộng biến thầy thuốc thành con buôn, biến giáo viên thành con đĩ, biến văn sĩ thành bưng bô, biến côn đồ thành lãnh đạo. Chừng nào mà người dân của chúng ta và những cái thế hệ con em của chúng ta thuộc lòng những cái câu vè như thế này thì chừng đó chúng ta mới có thể thoát được cái nạn nhồi sọ nhiễm độc cộng sản các anh chị. Tại vì cái giáo dục Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay các anh chị thấy không, nó bung bét rồi. Ở những cái xứ như là bên Bắc Hàn đó, thầy cô giáo là bắt buộc phải dạy học sinh như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì học sinh đó, đứa nào đứa nấy cũng bị tẩy não nhồi sọ hết trơn rồi. Trên TV nó dạy con nít từ nhỏ chứ lớn như vậy rồi. Thành ra khi mà các em nhỏ đó mà đi vào trường đó mà thầy cô giáo mà dạy một cái điều gì khác, hoặc là chỉ manh nha một vài cái tư tưởng khác, nó đứng lên nó chỉ mặt thầy cô giáo liền, nó nói liền là nó ra nó kêu kêu là gì, nó kêu mấy cái người mà cảnh vệ vô là nó tố thầy cô giáo nó liền. Các anh chị thấy Việt Nam mình đó đang đi dần đến cái hướng như vậy. Ngày giờ này học trò vào trong lớp á, nè hả, học trò á, 4 thằng học trò lớp 9 vây lại hãm hiếp cô giáo. Một cái cô giáo đó đêm đó trong đèn ngồi soạn giáo án mà 4 thằng học trò lớp 9 là bao nhiêu tuổi vậy các anh chị? Lớp 9 là mới có 14, 15 tuổi à. 4 em học trò lớp 9 nhập vào nhà cô giáo để mà cưỡng bức hãm hiếp cô giáo trong lúc cô đang soạn giáo án. Thì các anh chị thấy học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại nó hay đến chừng nào, đúng không? Rồi học trò vào lớp quýnh tay đôi với thầy giáo cô giáo y như hai cái đứa du côn đánh nhau ngoài chợ vậy. Thầy giáo cũng phan học trò như vậy, mà học trò cũng phan thầy giáo như vậy. Rồi vô lớp cũng vậy, cô giáo phạt học trò.
rồi học trò phạt lại cô giáo, đúng không? Rồi gia đình học trò côn đồ rồi kéo đến bắt cô giáo quỳ. Cho nên chính cái ông phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Nhã, ông nói giáo dục Việt Nam hiện nay như là đang đào tạo voi hổ với bò tót, không sai chút nào cả. Cái tình trạng mà học trò túm tóc nắm đầu quánh hội đồng, xé quần xé áo rồi một bầy con trai nhào vô đấm đá đạp một đứa con gái, rồi súng lại chặn đường quýnh ông thầy giáo, rồi súng lại đột nhập vô cưỡng bức hãm hiếp cô giáo. Trời ơi, các anh chị có thấy những cái cảnh tượng như vậy nó xảy ra ở đâu khác ngoài Việt Nam mình không? Phải công nhận rằng là bởi vậy khi mà bước chân vào lớp học dưới cái mái trường xã hội chủ nghĩa là chúng ta thấy cái gì đầu tiên? Chúng ta thấy cái hình Hồ Chí Minh to đùng treo ở giữa. Rồi chúng ta có thấy cái gì? Thay vì cái câu là tiên học lễ hậu học văn, không, chúng ta thấy cái câu rằng là học. Năm 1974 nó xảy ra một cái biến cố chấn động kinh hoàng hả các anh chị? Đó là cái cuộc thảm sát cái trường tiểu học Cai Lậy vào ngày 9 tháng 3 năm 1974 vào lúc 2 giờ 55. Chúng ta còn khoảng 50 phút nữa là chúng ta chạm chạm đến cái mốc thời điểm đó vào cái giờ ra chơi của các em học sinh tiểu học trường Cai Lậy, thì đột nhiên có một cái đợt pháo kích vào trường. Pháo kích đó của quân nổi dậy ư? Của quân Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam ư? Quân nào, quân gì đi chăng nữa mà pháo kích vào những cái khu dân cư, trường học, bệnh viện, những cái nơi mà hoàn toàn là cái khu vực dân thường sinh sống, thì cái hành động đó là cái hành động không thể chấp nhận được. Và cái hành động đó chúng ta lên án, chúng ta gọi rằng là một cái hành động khủng bố. Không có cái quân nổi dậy nào mà nếu mang cái tính chính danh và mang cái tính mà chính quân đó, chính quy đó, thì không thể nào mà pháo kích vào cái khu vực thường dân được cả. Ngày trước đến bây giờ đó, cái thế hệ trẻ của chúng ta luôn luôn được học rằng bệnh viện Bạch Mai bị Mỹ thả bom. Nhưng mà các anh chị cũng thấy sau này khi mà chúng ta có cái cơ hội để mà tiếp cận nhiều cái nguồn thông tin và chúng ta đi ngược dòng quá khứ, thì chúng ta thấy rõ ràng cái bệnh viện Bạch Mai mà có cái sơ đồ, có cái phác họa đó hoàn toàn là một cái phác họa trên bản vẽ. Và khi mà Mỹ họ thả bom Hà Nội thì các anh chị thấy ở trên cái tầm cao đó họ làm sao họ có thể mà họ zoom xuống hay là họ xác định cái vị trí, cái tọa độ nó chính xác. Họ dựa trên những cái tiêu chuẩn nào? Chúng ta đã có những cái video clip nói rất là rõ về cái việc Mỹ thả bom. Thì các anh chị thấy rằng là có những cái tên du kích của ai, của bên bên phía bên nào, họ leo lên trên tầng thượng của bệnh viện Bạch Mai và họ bắn tỉa, họ tấn công những cái máy bay. Thì chính cái quân khủng bố nó muốn cho cái đội quân cái đối phương đó thả bom tấn công vào cái địa điểm nào. Cái hành động đó đương nhiên các anh chị ha, ví dụ như khi các anh chị đang bay tuần tuần tra, các anh chị đang đang đi gọi là đi tuần tra đi, thì tự dưng các anh chị bị bắn lén, các anh chị bị đánh lén, thì cái phản ứng đầu tiên của các anh chị là cái gì? Là bắn trả. Ví dụ như chúng ta có nhiều những cái tàu tuần tra ở trên biển hoặc là trên sông Sài Gòn, hoặc là ở dưới cái đồng bằng sông Cửu Long đó, chín con sông Cửu Long đó. Các anh chị thấy ở giữa những cái đoạn đường sông nước mà cây cối tùm, rừng nước tùm như vậy mà bị những cái nhóm du kích bắn tỉa, thì cái phản ứng đầu tiên của các anh chị là cái gì? Các anh chị phải bắn trả thôi. Chứ các anh chị không bắn trả, các anh chị không tự vệ thì các anh chị bị tụi nó bắn chết à. Thành ra Việt Cộng đó, ở đây khoan nói tới Việt Cộng, mình đang nói tới cái quân nổi dậy. Quân nổi dậy ở đây đó
Nếu không phải là quân khủng bố thì tại sao luôn luôn ẩn núp mình ở trong dân thường và cố tình tạo ra những cái cuộc xung đột vũ trang khi mà đang ở giữa cái khu vực của thường dân? Để làm gì? Để sử dụng dân thường như là một cái tấm lá chắn, như là một cái tấm khiên để mà che chắn cho mình. Khi mà mình á núp ở trong lòng dân á và mình tấn công đối phương đó, đối phương người ta buộc phải đáp trả, thì như vậy nó coi như là một mũi tên nó bắn được hai con nhạn. Thứ nhất là cái gì? Nó tấn công mình, nếu mình không đáp trả thì mình chết. Nếu mình đáp trả thì nó có cái cớ để mà nó loa lô lên rằng là mình giết hại dân lành. Trong khi cái quân nổi dậy nó núp ở trong trong lùm trong váy của dân và nó dùng dân như là những cái tấm chắn để mà làm cái áo giáp, cái tấm bảo vệ. Một công đôi ba chuyện. Mà cái điều đó nói lên được cái gì? Cái điều đó nói lên được rằng là họ không có coi trọng cái mạng sống của dân lành. Trong khi ấy, quân cảnh, quân đội ở bên cái nhà nước mà chính thống đó, bên cái chính thể đó, cái quân chính quy đó, thì người ta ra sức, người ta bảo vệ cái gì? Người ta ra sức, người ta bảo vệ dân lành. Và người ta có những cái chiến lược, những cái ấp chiến lược để làm gì? Để người ta tách ra đâu là dân thường và đâu là Việt Cộng nằm vùng. Trong khi cái quân đội của cái chính thể đó, người ta ra sức, người ta bảo vệ dân lành, thì cái phía quân nổi dậy hành xử hệt như là một cái bọn quân khủng bố, thì luôn luôn lợi dụng dân, dùng dân như là những cái tấm chắn cho mình để mà đạt được cái mục đích chính trị. Thì ở đây đó, nói tới đây đó là chúng ta có thể khẳng định được hay chưa? Đó là quân nổi dậy, quân chính quy hay không? Hay là bọn khủng bố? Bởi vì cái mục tiêu mà họ nhắm vào luôn luôn là dân thường. Họ đợi những cái sự kiện gì mà quy tụ được cái số đông là họ gây cái tiếng vang. Mà các anh chị thấy, bệnh viện này, trường học này, sân vận động này, rạp chiếu phim này, toàn là lựa những cái hoạt động mà ở đó có đầy những cái người dân thường. Cái hành động đó là cái hành động gì? Coi thường sinh mạng của người dân. Thì các anh chị thấy, từ thời chiến tranh, họ coi sinh mạng người dân như cỏ rác. Như vậy thì họ chiến đấu vì cái gì? Họ có phải chiến đấu vì cái lý tưởng không? Là vì bảo vệ dân tộc không? Còn nếu mà nói rằng là để mà bảo vệ lãnh thổ lúc đó nó đã chia ra hai miền Nam Bắc rất là rõ. Miền ngoài sống ở miền ngoài, miền trong sống ở miền trong. Mắc cái gì mà muốn bảo vệ lãnh thổ? Xua quân xuống như vậy là một cái hành động đi cướp. Đi cướp, đi phá. Và trên cái bước đường cướp phá của mình đó, họ hoàn toàn không có coi trọng cái tánh mạng của người dân thường. Nếu họ không coi trọng cái tánh mạng của người dân thường thì đó không bao giờ là một cái cuộc chiến đúng nghĩa hết trơn á. Coi sinh mạng người ta như cỏ rác vậy. Thì các anh chị thấy từ trong thời bình, từ trong thời chiến, bây giờ sang tới thời bình cũng vậy. Sinh mạng của người dân Việt Nam của mình chưa bao giờ được coi trọng. Đừng nói là chiến tranh không có mắt, súng đạn không có mắt. Súng đạn nó không có mắt, nhưng mà cái người cầm súng đạn để mà bắn, họ có mắt. Chẳng những họ phải có một cái đôi mắt sáng, mà họ còn phải có một cái đôi mắt trong cái tâm hồn của họ, trong cái trái tim của họ. Cái đôi mắt ở bên trong của họ cũng phải sáng suốt để mà phân địch đâu là kẻ thù, đâu là dân lành chứ. Cái luận điệu mà chiến tranh là luôn luôn có mất mát, chiến tranh là luôn luôn có chết chóc tang thương, và súng đạn thì vô tình không có mắt, nhưng con người là hữu tình. Cái cây súng tự thân nó không có bắn được trừ khi mình cướp cò. Thành ra tất cả những cái luận điệu đó chỉ là biện minh cho một cái hành động tàn ác của mình mà thôi. Và khi mà trên cái bước đường tiến quân, đừng nói là bảo vệ lãnh thổ, bởi vì lãnh thổ của họ là từ cái vĩ tuyến 17 trở về trước. Nếu mà họ muốn bảo vệ lãnh thổ thì họ phải bảo vệ cái lãnh thổ trên địa đầu chiến tuyến, đó là những cái vùng biên giới giáp với lại cái nước ngoại bang cơ, thì đó mới gọi là bảo vệ lãnh thổ. Còn đằng này họ tràn qua cái vĩ tuyến 17
là cái ranh giới phân định nước Bắc và nước Nam. Họ tràn qua cái vĩ tuyến 17, hành động đó là hành động xâm lược, là hành động xâm lăng. Đó là hành động của những kẻ cướp. Và trên cái bước đường tiến chiếm, cướp bóc, giết phá của mình, họ không bao giờ cân nhắc tới những cái người dân lành vô tội cả. Các anh chị thấy cái hành động đó có được chúng ta coi rằng đó là của quân nổi dậy không? Ai nổi dậy bây giờ nếu không phải là Việt Cộng? Và là Việt Cộng nằm vùng, là những cái con người ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, ai là quân nổi dậy? Và cái hành động của cái đống quân nổi dậy đó, nó cũng hệt như là cái hành động của một cái tổ chức khủng bố vậy. Nói tới nói lui để khẳng định một điều: nổi dậy cũng họ, mà khủng bố cũng họ. Tàn tệ. À, anh chị mời các anh chị nghe một ca khúc của nhạc sĩ Anh Bằng. Anh chị cố tìm cái ca khúc mà nhạc sĩ Anh Bằng viết cho cái cuộc thảm sát Cai Lậy, nhưng mà anh chị chỉ có thấy lời bài hát thôi, mà anh chị không có thấy cái ca khúc được ai trình bày hết. Thành ra anh chị mời các anh chị nghe ca khúc Chuyện Một Đêm của nhạc sĩ Anh Bằng qua tiếng hát của Hoàng Oanh. Thank you.
mẹ lần cuối trước khi xa con suốt đời. Buồn mẹ lần cuối trước khi xa con suốt đời. Ca khúc buồn não ruột hả các anh chị? Buồn não ruột. Đây là một cái ca khúc của nhạc sĩ Anh Bằng, Chuyện một đêm. Thật ra đó, những cái chết chóc tang thương ở trong cái thời chiến đó các anh chị, thì dĩ nhiên ha, cái cuộc chiến nào thì cũng bên này không chết thì bên kia chết, hoặc là đôi bên cùng chết, chết ít chết nhiều. Nhưng mà nó có những cái chết mà phải nói rằng là nếu như những cái người dân đó mà họ ở gần những cái vùng biên giới hoặc là những cái vùng mà thường có giao tranh thì có thể nó xảy ra những cái chết như vậy. Còn đằng này ở sâu ở trong hậu phương, ở sâu ở trong, tức là ở xa rồi, ở xa chứ không có ở ngoài tiền đồn đâu, mà tại sao vẫn có những cái chết như vậy thì thật là không có hiểu nổi. Họ nhắm vào những cái đối tượng là dân lành không à? Họ nhắm vào những cái đối tượng không có phải là quân nhân hay là toàn là người già rồi trẻ em rồi phụ nữ. Cái hành động khủng bố ví dụ như anh Bảy Lốp, anh chàng Bảy Lốp mới hôm rồi các anh chị có coi cái video clip bà vợ ông Bảy Lốp già rồi tóc bạc ngồi kêu thằng Loan, cái hình ảnh mà tướng Loan bắn vào đầu Bảy Lốp là cái hình ảnh của một cái ký giả người Mỹ, phóng viên chiến trường họ đăng tải cái bức ảnh đó. Cái bức ảnh đó nó hủy hoại cái cuộc đời binh nghiệp của tướng Loan, mà sau này cái vị ký giả đó là trở thành bạn thân của tướng Loan ở bên Mỹ và xin lỗi ông rất là nhiều lần, kể cả là những cái lần họp báo công khai để mà xin lỗi tướng Loan vì cái hình ảnh đó. Tại vì á, tụi Việt Cộng họ dùng cái hình ảnh đó để mà họ tuyên truyền cho cái thể chế Mỹ ngụy. Nhưng mà sự thật họ đâu có biết, họ đâu có nói thêm cho lớp trẻ chúng ta hiểu rằng là tại sao tướng Loan xử tử Bảy Lốp ngay tại chỗ, mà ở cái vùng đó là cái vùng đang xảy ra chiến tranh, cái vùng đó chiến trường thì cái vị tướng hoàn toàn có quyền quyết định tại chỗ, có thể mở ngay cái tòa án xử ngay tại chỗ. Là cái gì? Bảy Lốp là tên Việt Cộng quăng lựu đạn giết chết một gia đình của một cái vị cấp dưới của tướng Loan nữa, mà ở trong gia đình là có mẹ già này, có vợ này, có con thơ này. Tại sao mà chơi cái trò hèn hạ mà đi quăng lựu đạn giết người già, trẻ nhỏ và vợ hiền của người ta? Thành ra khi mà bắt được thì hỏi các anh chị làm sao mà mình không xử tử nó được, phải không? Còn cái chuyện bây giờ Việt Nam mà các anh chị thử nghĩ coi, ở dưới cai lậy mà bây giờ đang là cái bot, cái trạm thu phí BOT Cai Lậy cũng đang nóng hổi đó các anh chị thấy không? Ở cái vùng đó thì mình giáp với cái gì? Mình có phải là vùng Quảng Trị không? Mình có phải là Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, những cái tỉnh thành mà nó giáp ranh với coi như là địa đầu chiến tuyến của Việt Nam Cộng Hòa đi, của miền Nam Việt Nam đi, gần với lại cái vĩ tuyến 17 đi. Cai Lậy nó nằm tít ở dưới phía này mà, ở dưới đâu đó, Mỹ Tho, Bến Tre, rồi nó nằm ở dưới miền Tây Nam Bộ mà. Nó đâu có giáp với lại những cái vùng mà địa đầu mà nóng hổi mà giao tranh đâu. Nhưng mà vẫn có những cái việc chết. Ví dụ như anh Chi kể cho các anh chị nghe một cái câu chuyện anh Chi được nghe kể lại. Đó là tháng Giêng năm 72, các anh chị còn nhớ không? Ở cái sân vận động Quy Nhơn. Ở sân vận động Quy Nhơn thì cái ngày đó là ông Đại tá Nguyễn Văn Chức, ổng về ổng nhậm cái chức tỉnh trưởng của Bình Định, thì ổng mới tổ chức một cái buổi gặp gỡ với tất cả các cái hội đoàn dân sự, rồi tất cả các cái hội đoàn bên tôn giáo, rồi bên hướng đạo, rồi sinh viên học sinh, Cai Lậy Tiền Giang. Cảm ơn nha, Cai Lậy Tiền Giang, bot Cai Lậy Tiền Giang, thì cái trường tiểu học Cai Lậy này cũng ở Tiền Giang. Thì anh chị xin kể cái câu chuyện
để mình đưa ra những cái dẫn chứng rằng là cái đối tượng mà quân khủng bố, hay mà nói một cái mỹ từ mỹ miều đó, là quân nổi dậy, quân kháng chiến nổi dậy đó, cái quân kháng chiến nổi dậy này nó rất là mất dạy các anh chị. À, quân kháng chiến nổi dậy nó cái đối tượng mà nó tập trung vào để mà nó gây khủng hoảng đó không phải là các cái lực lượng quân nhân của Việt Nam Cộng Hòa đâu, mà cái đối tượng mà cái quân kháng chiến nổi dậy đó nó muốn khủng bố tinh thần, nó muốn gây cái nỗi sợ hãi và cái sự khủng hoảng. Cái đối tượng của nó là dân thường, là dân lành. Thì bởi vậy anh chị mới nói cái quân kháng chiến nổi dậy nó rất là mất dạy, nó rất là man rợ, tàn ác, vô nhân đạo, bởi vì cái đối tượng của nó là những cái người dân lành. Người dân lành người ta không có vũ khí và người ta cũng không có kinh nghiệm chiến trường, và người ta hoàn toàn vô tội. Thì cái ngày mà cái đại tá Nguyễn Văn Chức ổng nhận cái chức tỉnh trưởng của tỉnh Bình Định, thì ông tổ chức một cái buổi giống như là lửa trại ban đêm ở trong cái sân vận động. Ông gặp gỡ tất cả các cái hội đoàn đảng phái, rồi các cái bên của tôn giáo, rồi hướng đạo, rồi sinh viên, học sinh, thanh thiếu niên, đại khái như vậy rất là đông. Ông tổ chức một cái buổi lửa trại như vậy ở trong cái sân vận động. Thì ông ngồi ở giữa trên một cái ghế, ông ôm cái đàn, ông hát. À, rồi cái vòng gần ổng nhất là những cái em nhỏ nhất, học sinh tiểu học, trung học, rồi hướng đạo, rồi cái lớp vòng ngoài thanh niên, sinh viên, rồi lớp vòng ngoài nữa là các cán bộ, công nhân viên chức, rồi các cái hội đoàn tôn giáo như nào, họ vây vòng trong vòng ngoài, họ đang sinh hoạt với nhau một cái buổi tối. Thì trong đó đó, cái người mà kể đó là cái chị đó bây giờ chị ở Nam Cali á, chị nóng quá, chị cũng đứng ở vòng trong, tại lúc đó chị đang là học sinh trung học, à, nữ sinh trung học. Chị nóng quá thì chị mới đi ra ngoài, chị đi ra ngoài cho nó đỡ nóng, cho nó đi xa khỏi cái ngọn lửa. Khi mà chị đi ra ngoài, chị vừa mới quay lưng đi, chị đi ra một chút thì chị nghe một cái bùm, chị nghe một cái bùm, thì chị bị cũng bị cái sức ép của cái nổ đó, chị cũng văng ra. Rồi cái một cái người anh này là anh thứ bảy của nhà gia đình chị đó, chạy tới ở nhà, tại vì cái nhà của họ đó cách cái sân vận động không có bao xa. Thành ra họ nghe tiếng nổ như vậy là họ biết bị pháo kích rồi. Họ chạy tới. Thì khi mà họ chạy tới đó, là đây là cái câu chuyện anh Chi nghe kể, nghe những cái người nhân chứng có mặt tại chỗ kể cho anh Chi nghe. Cái đó là tháng Giêng năm 72 á. Anh chạy tới là anh thấy trời ơi, xác đồ nằm như rạ, mà toàn là con nít với thanh niên không à. Rồi anh bế cái cô này, anh bế cái chị này chạy về nhà. Nhà cách không đầy một cây số mà. Thì tại vì cái chị này là cái chị thứ 8, ảnh là người thứ 7, ảnh bế cái chị này đi về nhà. Sau rồi ảnh người ảnh máu me, chỉ cũng máu me không, nhưng mà không có sao hết. Ảnh để cái chị này lúc đó đang xỉu rồi ở nhà, nói với gia đình là không sao không sao, ở ngoài kia người chết nhiều lắm. Ảnh chạy trở lại sân vận động, lúc đó xe cứu thương cứu hỏa đồ người ta tập trung rất là đông. Rồi ảnh phụ để mà khiêng những cái xác đó đi lên, đi lên xe cứu thương cứu hỏa. Rồi sáng ngày, tức là cả cái đêm đó, ảnh giúp những cái người thanh niên khỏe mạnh đó, họ giúp nhau vận chuyển những cái xác chết, rồi những cái xác người bị những cái xác chết, rồi những cái người bị thương nặng nằm la liệt đại khái như vậy. Sau đó rồi đến nửa khuya luôn hả, nửa khuya quá, nửa khuya mới về nhà. Sáng hôm sau đó, anh Bảy đó, anh mới chở người em út của mình đi ra sân vận động để coi. Thì các anh chị biết không, cái sân vận động mà cái chỗ bị quăng bom đó, thực ra là nghe tới nhiều tiếng bùm bùm lận, nghe tới nhiều tiếng ha, mà cái tiếng bùm mà to nhất đó thì tạo ra một cái hố sâu giống như một cái tổ chim vậy đó, rất là to. Mà hai anh em sáng hôm sau quay trở lại thì thấy dép dép không là dép, giày dép đồ khắp nơi, người ta đã vận chuyển hết những cái xác đi rồi và những cái người bị thương đi rồi. Nhưng mà sáng hôm sau hai anh em quay trở lại là trời ơi, dép ơi là dép, giày dép rồi này kia cái nọ, và máu đó. Thì các anh chị biết á, cái đó là một cái vụ cũng chấn động ở tại Quy Nhơn, à, sân vận động Quy Nhơn. Sau nhiều nhiều tuần được đại khái là điều tra, nhưng mà đâu có bắt được. Thì bên cảnh sát của Việt Nam Cộng Hòa đó, ở cái tỉnh Bình Định, ở Quy Nhơn đó, họ mới lập lên một cái kịch bản các anh chị. Thì cuối cùng là bắt được một cái cậu bé, bắt được một cái cậu bé, mà cậu bé đó có 15 tuổi thôi, và lên trên đài truyền hình Quy Nhơn thừa nhận rằng là mình bị Việt Cộng xúi giục quăng bom
giết, nhưng mà có 15 tuổi à, vẫn là vị thành niên cho nên được hưởng một cái án cũng khá là nhẹ. Tại sao cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa họ họ dựng lên cái kịch bản đó là để họ xoa dịu cái lòng dân, bởi vì dân người ta tức tối lắm. Một cái buổi sinh hoạt như vậy của dân thường như vậy mà bị tấn công như vậy thì phía cảnh sát, phía nhà nhà chức trách họ cũng muốn xoa dịu cái lòng dân. Thật ra họ lập lên một cái kịch bản như vậy. Cái cậu bé đó tên là Nguyễn Văn Chức luôn, cũng cùng tên với lại ông đại tá đó, mà cậu bé đó thì hưởng một cái án cũng nhẹ thôi để mà xoa dịu dân chúng. Tại vì sự thật là biết bị Việt Cộng tấn công nhưng mà không có bắt được. Thì cuối cùng nhiều năm sau này đó, nhiều năm sau này, sau khi mà quân kháng chiến nổi dậy đó, quân 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 khủng bố đó, mà nó thành công trong cái công cuộc mà cướp chính quyền của nó rồi đó, thì lúc đó nó mới kêu là khoe đó, mà nó mới phô trương những cái thành tích của nó ra. Thì các anh chị thấy lần lượt ha, các cái nữ biệt động quân Sài Gòn hay là các cái nữ biệt động quân của những cái thành phố, các anh chị biết rằng là ở khắp các cái tỉnh thành, nhất là những cái thành phố lớn, luôn có những cái đội kêu là đội biệt động. Ở Sài Gòn thì kêu đội biệt động Sài Gòn đó. Thì sau này sau 75 rồi dần dà, khi mà cái bên thắng cuộc người ta bắt đầu người ta phô trương cái thành tích của họ đó để mà người ta lập nên những cái chiến công của những cái anh hùng cách mạng rồi đó, thì người ta mới dần dần người ta bày ra, người ta mới khai ra trên báo chí rồi này kia. Thì là cái gì, cái sự kiện mà bỏ bom của cái sân vận động Quy Nhơn đó là do một nhóm các cái chị nữ biệt động Quy Nhơn làm. Sau này là mấy bà được gắn huy chương hết rồi, mấy bà được được chức này chức kia rồi, mấy bà cũng thành nữ anh hùng cách mạng rồi hết rồi. Thì là do là mấy mấy chị gái biệt động quân đó quăng bom xong rồi rút, nhưng mà đâu có bắt được, thì không bắt được thì bây giờ làm sao. Thành ra đưa một cái cậu bé cũng lấy cái tên là Nguyễn Văn Chức lên đài truyền hình nhận tội rằng là mình đánh bom cái đêm đó, nhưng mà sự thật thì không phải. Thì có một cái anh mà anh chị quen kể chuyện, thì qua hôm sau, qua mấy những ngày sau ở trên TV đó, là ông đại tá tỉnh trưởng Quy Nhơn, Bình Định đó, Quy Nhơn đó, ông Nguyễn Văn Chức, ông cũng lên trên TV để mà ông xin lỗi người dân. Mà các anh chị biết khi mà ổng lên TV đó thì người ngợm ổng cũng băng trắng hết trơn, tại ổng bị thương rất là nặng, còn có lòi có cặp mắt ra thôi. Và ổng xin lỗi người dân rằng là ổng cũng như là quân cảnh Quy Nhơn, Bình Định không có biết, không có lường trước được, không có lường trước được là Việt Cộng nó lại tấn công như vậy. Các anh chị thấy lỗi đâu phải ở họ đúng không? Lỗi không phải ở họ, nhưng mà cái trách nhiệm bảo vệ người dân thuộc về họ, thành ra họ vẫn phải nhận lỗi như thường. Các anh chị thấy Việt Nam Cộng Hòa hả? Quân lực Việt Nam Cộng Hòa hay quân cánh Việt Nam Cộng Hòa cũng vậy. Cái trách nhiệm của họ, họ là cái gì? Đối với họ là cái gì? Là tổ quốc, danh dự và trách nhiệm. Bây giờ các anh chị bị đánh lén mà đâu có trách tội các anh chị được, nhưng mà bởi vì họ, cái trách nhiệm của họ là bảo vệ cái an nguy cho đồng bào, cho người dân, thành ra bị Việt Cộng pháo kích một cách đột ngột như vậy không phải lỗi họ đâu, nhưng mà họ vẫn cảm thấy áy náy vì họ không có bảo vệ được cho người dân, cho nên họ cũng lên đài họ xin lỗi, mặc dù là ổng cũng nát bét hết trơn á, băng trắng từ đầu chí cuối, còn lòi có cái con mắt ra thôi. Thì các anh chị thấy biệt động quân thực chất là cái gì? Biệt động quân thực chất là những cái người khủng bố không à, mà không hiểu lấy cái gì để mà ăn mừng, lấy cái gì để mà tự hào và hãnh diện để mà trao huy chương cho nhau. Thử hỏi những cái thằng cha con mẹ khủng bố đó bây giờ đêm đến có ăn ngon ngủ yên không, hay là vẫn cứ cho rằng là mình đã lập nên những cái thành tích. Thành tích gì, thành tích gì khi mà toàn là tấn công dân thường không vậy? Cho nên mới nói rằng á, cái tâm hồn nó lỡ lói các anh chị, cái tâm hồn nó lỡ lói và cái tâm hồn nó bình hoàng thì mới cho đó là những cái thành tích để mà có thể tự hào. Biệt động thành toàn là khủng bố không hà, tại sao không có như người ta
đường đường chính chính đi ra mà gì mà cầm súng mà gọi là sáp lá cà với nhau mà đấu tay đôi với nhau, mà tại sao mà cứ chơi trò bắn lén với đánh lén không vậy? Có cái gì để mà tự hào hả? Những cái huân chương ở trên mình của họ đó, một cái huân chương như vậy là tiêu biểu cho bao nhiêu sinh mạng của đồng bào. Hay là bây giờ cho rằng là nó miền Nam không phải là đồng bào, thành ra giết nó không cần thương tiếc, giết nhầm còn hơn bỏ sót. Các anh chị thấy Việt Cộng á, họ mâu thuẫn cái chỗ này nè, Cộng sản Việt Nam họ mâu thuẫn cái chỗ này nè. Hai miền Nam Bắc đã phân chia, đã ký cái hiệp định chia đôi đất nước ra, mà cái việc mà chia đôi đất nước ở cái vĩ tuyến 17 là cái ý của Hồ Chí Minh và cái bộ chính trị của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tổng thống Diệm là không có đồng ý cái việc này. Tổng thống Diệm không có đồng ý chia đôi đất nước. Là bởi vì ông biết khi mà chia đôi đất nước như vậy là một nửa cái đất nước này sẽ phải chịu cái cảnh tù đầy tang tóc, sống khổ sống sợ dưới cái ách cai trị của Cộng sản. Và khi mà chia đôi cái đất nước như vậy đó là Cộng sản Bắc Việt có cái cớ ngăn chặn cái sự can thiệp của cái đồng bào miền Nam trước cái việc mà Trung Quốc tràn quân sang. Tổng thống Diệm á và cái ban cố vấn của ông nhìn ra rất rõ cái âm mưu của Cộng sản Bắc Việt. Thực chất muốn chia đôi đất nước là để tiện bề ở ngoài này á, là đón giặc tàu vào để mà củng cố cái lực lượng, cái nội bộ để mà từ đó xua chiếm luôn miền Nam. Như vậy thì toàn cõi Việt Nam là sẽ lọt vào tay Trung Cộng. Thực ra cái mưu đồ á, mà biến cái Việt Nam của mình á, thành một phần của Trung Cộng, cái mưu đồ đó nó đã nảy sinh ra từ những cái năm đầu khi mà cái Đảng Cộng sản Việt Nam nó được hình thành. Cho nên cái việc mà chia đôi đất nước ở vĩ tuyến 17, sự thật mà nói Việt Nam Cộng Hòa họ không có đồng ý, Tổng thống Diệm không đồng ý, Tổng thống Diệm không ký vào cái hiệp định đó. Mà cái việc đó đó là Hồ Chí Minh thúc thúc ép người Mỹ người Pháp ký cái làm cái việc đó. Thì mới thấy, bởi vì các em dư luận viên vẫn thường hỏi ai là cái người chia đôi đất nước năm 54. Mấy em không có biết gì về lịch sử, mấy em được dạy rằng là thằng Diệm, thằng Nhu nó chia đôi đất nước, nó bán đất nước vào tay Mỹ, tay này kia kia nọ, tay đế quốc. Mà sự thật ra Tổng thống Diệm không phải là cái người ký vào trong cái hiệp định đó, và ông cũng không đồng tình cái để mà cho cái việc chia đôi đất nước xảy ra. Nhưng mà các em đâu có biết, bởi vì các em được nhồi như vậy thì các em chỉ biết như vậy, trong khi Hồ Chí Minh lãnh tụ của các em mới là cái người đi mà thúc cái việc ký cái hiệp định đó để mà chia đôi đất nước ra để mà tiện bề. Cuối cùng là cái gì? Cuối cùng giống như Tổng thống Diệm đã nói, khi mà cái thành trì chống cộng cuối cùng mà sụp đổ thì toàn cái dân tộc này sẽ thành nô lệ cho Trung Trung Cộng. Cái bộ chính trị, cái ban tư vấn, cái ban cố vấn của Việt Nam Cộng Hòa và Tổng thống Ngô Đình Diệm họ nhìn ra rất là rõ. Khi mà cái đất nước Việt Nam này mà rơi vào tay Cộng sản thì là cái dân tộc Việt Nam này sẽ là một phần của cái đất nước Trung Quốc. Chúng ta không nhìn thấy cái điều đó. Một lần nữa khẳng định với các anh chị, biệt động thành là quân khủng bố. Và đối tượng của các cái đội biệt động thành là nhắm vào dân thường. Nếu họ không nhắm vào dân thường thì đã không có những cái pháo kích hay là những cái mà quăng bom vào nhà dân, vào trường học của con nít, vào sân vận động, vào rạp chiếu phim cinema. Không có cái chuyện đó đâu. Các chị thấy thảm sát cai lệ mà hôm nay là coi như chúng ta đó tưởng niệm 44 năm ha. Tỉnh Định Tưởng ngày xưa là Tiền Giang bây giờ. Việt Cộng pháo kích đạn cối 82 mm vào trường tiểu học Cai Lậy, tỉnh Định Tường, tức là Tiền Giang
bây giờ đó, lúc 2 giờ 55 trưa ngày 9 tháng 3 năm 74, đúng ngay lúc các em đang trong giờ ra chơi, giết chết 32 em học sinh và 55 em học sinh khác bị thương, sau đó cũng có những em tử vong. Mà trước đó đó, vào năm 72 đó, Việt Cộng cũng đã pháo kích vào trường tiểu học cộng đồng Song Phú, quận Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, gần với chi khu biệt lập Ba Càng, giết chết nhiều em học sinh thơ dại. Và trong cái sân trường tiểu học Cai Lậy có một cái tấm bia đá đó kể tội ác Việt Cộng đã sát hại những cái em học sinh vô tội với tên của các em. Thì sau cái ngày 30 tháng 4 năm 75, Việt Cộng đã đập phá và thủ tiêu cái chứng tích tấm bia lịch sử này. Hiện nay đó, chúng ta còn 3 người là nhân chứng tận mắt chứng kiến cuộc pháo kích thảm sát của Việt Cộng sáng ngày, tập theo gương Bác Hồ vĩ đại. Phải không? Vô mẫu giáo thì cháu ngoan Bác Hồ và cái hình Hồ Chí Minh to chà bá lửa. Đi vô tiểu học, trung học, lớp trung học lớn cũng vậy. Học tập theo tấm gương của Bác Hồ vĩ đại. Vào tới đại học hay là những cái công sở, sống và học tập theo gương lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại. Bảo sao mà cái đất nước này nó không bát nhào, bảo sao mà cái đất nước này nó không băng hoại. Những cái giá trị gì mà tốt đẹp, tiên học lễ hậu học văn, một chữ cũng thầy, nửa chữ cũng thầy, tất cả những cái câu đó dẹp hết trơn rồi, thay thế bằng cái đạo đức cách mạng hết rồi. Đúng là một cái nền giáo dục mà phải nói rằng là sản sinh ra những cái con voi, con hổ, con bò tót, nói như thế là còn tử tế. Sản sinh ra toàn là những cái con quỷ sống không à. Chính vì á, những cái thành tựu giáo dục ngày hôm nay mà như em Bảo Gia vừa mới nói, chúng ta đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại. Nhờ có bác mà ngày hôm nay cái nền giáo dục của chúng ta nó mới rực rỡ như vậy. Và các anh chị biết ha, cái việc mà tôn vinh lãnh đạo lên làm thánh, cái chuyện đó hồi đầu mình xảy ra bên mình thấy nào là có đạo Hồ rồi, phải không, có kinh Nhật tụng Hồ Chí Minh rồi, các anh chị thấy rồi chứ gì ha, chúng ta có đạo Hồ, ông Hồ, hình Hồ có cái vòng hào quang như thế này chiếu 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 chiếu, và có kinh Nhật tụng Hồ Chí Minh nữa, mấy bà rồi ngồi tụng mà lắc lư như là lên đồng vậy nè. Đó, rồi chúng ta có ông Bồ Tát Đổ Mười, các anh chị thấy dễ sợ không? Bị bệnh gì cũng vậy, đi cầu Bồ Tát Đổ Mười với lại Hồ Chí Minh, dễ sợ không? Thì ngày hôm nay á, bên Trung Quốc cũng vậy, Tập Cận Bình là đang được người dân đồ tung hô lên làm Phật sống đây. Nhưng mà anh chị nghĩ rằng là Trung Quốc đó, họ có cái lý do để mà họ tôn vinh Tập Cận Bình lên làm Phật sống. Tại vì sao? Từ trong lịch sử của Trung Hoa đó, cái việc mà đánh chiếm và thôn tính Việt Nam mình đó, không có dễ và luôn luôn thất bại. Và ngày hôm nay đó, Tập Cận Bình hoàn thành một cái nhiệm vụ lịch sử xuất sắc, xâm chiếm Việt Nam, thôn tính Việt Nam mà không mất một sinh mạng người dân Tàu nào hết, không tốn một viên đạn nào hết. Như vậy là cái thành tựu của Tập Cận Bình đạt được. Sở dĩ mà cái cột mốc năm 2020 sáp nhập Việt Nam một phần vào Trung Hoa đó, nó diễn ra cái thời điểm đó là kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và các anh chị thấy là chỉ có Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình vượt mặt những cái đời Tổng Bí thư trước đó, thậm chí là vượt mặt luôn cả những cái tiền nhân trong lịch sử của Trung Hoa, là một cái người đã thành công trong cái việc xâm chiếm và thôn tính Việt Nam không tốn một viên đạn, một sinh mạng, một giọt máu của người dân Trung Hoa. Đó là lý do mà chúng ta có thể thấy người dân Trung Quốc, người ta có thể vì cái việc này mà người ta tôn ổng là Phật sống cũng đúng lắm. Trở lại cái việc đất nước Việt Nam chúng ta đang trên đà đổi tên ha. Đổi tên là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Vinadisin. Là bởi vì các anh chị biết, khi mà Tổng thống Trump lên cầm quyền, đại diện Đảng Cộng Hòa, mà đường lối chính sách của Đảng Cộng Hòa rất là rõ rệt. Họ không có thân cộng, họ không có mà đu dây với Việt Cộng, mà cũng không cho phép Việt Cộng đu dây với mình. Đó là một cái chính sách rất là cứng rắn của Nhà Trắng, của Tòa Bạch Ốc, của chính phủ của Trump. Thì các anh chị thấy, Trump chính thức áp thuế nhập khẩu thép và nhôm. Họ chỉ có miễn trừ cho Mexico và Canada thôi. Thì ông Trump hôm thứ Năm, 8 tháng 3 hôm qua đó, ông đã ký một cái lệnh áp thuế nhập khẩu vào thép và nhôm với tất cả các quốc gia, nhưng mà miễn trừ cho Canada và Mexico, bởi vì họ đang tái đàm phán cái NAFTA, Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ. Các anh chị thấy, khi mà thép của Trung Quốc bị cấm, không có được nhập vào Mỹ, thì thép của Trung Quốc vòng về bên Việt Nam để làm gì các anh chị? Để đổi cái mã hàng hóa. Thông thường thì mình hay có cái cốt ha, cái cốt, cái mã vạch đó. Cái mã vạch như vậy là nó ghi dấu ở cái này sản xuất tại cái quốc gia nào, tại cái nơi nào, cái giá trị ra làm sao, đại khái như vậy. Mỗi cái mã vạch của một cái mặt hàng để nó tương ứng với một cái việc đánh thuế. Thì các anh chị thấy bây giờ cái mặt hàng mà thép của Trung Cộng không có được vào Mỹ nữa, thì nó tuồn qua sân sau của nó là Việt Nam, để mà đổi lại cái mã vạch Việt Nam để từ đó vào. Nói chung là chính phủ của Trump, họ đâu có ngây thơ, họ đâu có ngờ nghịch. Thực ra mà nói họ cũng chẳng ưa gì Việt Nam mình, phải nói là như vậy. Thì các anh chị thấy bây giờ họ bị mày tưởng là mày có thằng đàn em Việt Nam sân sau là mày ngon hả? Bây giờ tao áp thuế, thì thuế, cái thép của Việt Nam bây giờ đi vào Mỹ thuế cũng rất là cao. Và bây giờ tôm cá của Việt Nam đi vào Mỹ cũng rất là cao. Lý do là bởi vì đang có cái tình hình căng thẳng ở Biển Đông. Mà gần như những cái vùng biển của Việt Nam mình, Trung Cộng nó chiếm hết rồi. Và sân sau, đằng sau của những cái nhà máy, những cái công ty thủy hải sản nhà nước của mình, cái sân sau của nó là ai, bằng tay lông lá nào can thiệp. Đó là lý do mà cái con tôm của mình đó, tôm của mình nó phải chịu một cái mức thuế cao 21 lần so với bình thường nếu mà muốn nhập vô Mỹ, để tránh cái tình trạng gian lận thôi chứ không gì. Cái thằng Trung Cộng nó gian lận đã đành, nhưng mà cái thằng Việt Cộng nó tiếp tay cho thằng Trung Cộng gian lận. Thật ra cái việc mà áp thuế, áp một cái mức thuế rất là cao vào những cái mặt hàng mà Việt Nam tiếp tay cho Trung Cộng gian lận đó, anh Trung mình đánh thuế rất là cao. Thì các anh chị thấy, mình tưởng là mình khôn. Dạ đúng rồi, anh Chi vừa mới nói đó, tôm thép Việt Nam mình vào Mỹ đó phải trả một cái thuế cao 21 lần. Mình tưởng là mình khôn, tại vì mình ở trong cái ao làng của mình thôi, mình tưởng như vậy. Với lại thằng Trung Cộng nó nói, mày cứ làm vậy đi, tao bảo kê. Nhưng mà sự thật thì sao? Đâu có ai ngu đâu các anh chị. Bước ra ngoài thế giới, mình thì mình cũng không phải là ngu, nhưng mà mình dưới cái sự cai trị ngu dân riết rồi mình cũng khờ luôn. Người ta đâu có khôn, người ta đâu có ngu. Trời ơi, anh Trump lại càng không ngu nữa. Mà cái chính sách của anh á là một cái chính sách rất là cứng rắn, cho nên mình không có qua mặt được họ. Thiệt thòi vẫn là mình. Người dân của mình chọn thép hay chọn tôm, bây giờ thủy hải sản của mình ăn là mình đã nhiễm độc, mình chết rồi. Phải không? Rồi bây giờ mình Formosa, bây giờ Formosa đắp chiếu các anh chị, thấy không? Formosa mình đắp chiếu. Đằng nào đó, cái thiệt hại cũng là người dân của mình thôi à. Thiệt hại là cái người dân của mình các anh chị. Mình chọn sắt thép hay mình chọn cá tôm? Đương nhiên là mình muốn chọn cá tôm, nhưng mà người ta đâu có để cho mình cái con đường sống đâu. Dạ đó, bật một cá 21 tỷ, sợ không?
thuế suất mà các anh chị tưởng tượng một cái mặt hàng hồi giờ cái thuế của mình có nhiêu 1%, bây giờ tăng 21%, đùng một cái mình bị tăng lên 21% thuế. Trời ơi, bán vậy làm sao mấy anh chị có lời được, không lời thì chết thôi à. Bây giờ người ta nói á, bây giờ mà có giao cho cộng sản á, Việt Nam á, một cái sa mạc thì đến một ngày á, Việt Nam mình cũng phải đi nhập cát. Cái câu này có đúng hay không? Các anh chị tưởng tượng một cái đất nước mà hơn 3.000 cây số bờ biển, mà ngày hôm nay đó Việt Nam mình á, sẽ nhập 102.000 tấn muối. Cộng sản năm nay bị chiếu tướng. Cộng sản Việt Nam lo đi cúng sao giải hạn đi thôi. Kỳ rồi cứu tinh USS Carvinson tới Đà Nẵng không có chịu tranh thủ không quý vị? Chơi cái trò lạnh nhạt phải không? Bây giờ người ta nhổ neo người ta đi rồi, bây giờ cúng sao giải hạn coi thần linh nào, cứu tinh nào sẽ xuất hiện để mà cứu mình nữa bây giờ. Chắc có lẽ là anh chị sắp phải đến giờ để đi rồi đó. Còn nhiều những cái vấn đề nữa mà mình sẽ gặp nhau trong trong cái livestream, anh chị sẽ sơ lược những cái kỳ tích diễn ra trên cái đất nước Việt Nam. Còn cái việc á, ngày hôm nay á, để mà dẫn chứng cho cái việc Việt Nam trở thành một cái đất nước kêu là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Vinadisin đó, thì anh chị xin lấy một cái bài viết ở trên báo VOA của nhà báo Phạm Chí Dũng để mà anh chị chia sẻ với các anh chị. Đây là một cái bài báo của năm ngoái thôi. Các anh chị thấy rằng là cái năm 2017 là một cái năm biến động của Cộng sản Việt Nam, phải nói là một cái năm bét bét nhè bé bét. Cảm ơn bạn gì đó vừa mới nhắc rằng là sau cái tàu hàng không mẫu hạm của Mỹ thì có khi là tàu Liêu Ninh của Trung Quốc cũng sẽ ghé thăm Việt Nam. Thì các anh chị có thấy vừa rồi đó, khi mà cái tàu Carvinson họ cập cảng Đà Nẵng thì người ta đăng cái tin tìm trẻ lạc, các anh chị có thấy không? Cái hàng không mẫu hạm hạm đội 3 của Mỹ ghé cập cảng Đà Nẵng với lại đi tuần tra Biển Đông đó. Thì anh chị thấy cộng đồng mạng đăng những cái tin tức đi tìm trẻ lạc cô bé tên là Lưu Ninh đó, nhưng mà không thấy cô bé Lưu Ninh đâu cả. Cô bé Lưu Ninh lặn rất là sâu, lặn đi đâu đằng nào mất tiêu không có thấy, mình đi tìm quá chừng. Thì bây giờ phải đợi tới hàng không mẫu hạm Carvinson rời bến nhổ neo đi rồi thì lúc đó cô bé Lưu Ninh mới xuất hiện và mới đòi đến thăm Việt Nam. Bây giờ anh chị chia sẻ với các anh chị một cái bài đọc của nhà báo Phạm Chí Dũng anh chị lấy được ở trên đài VOA. Từ sụp đổ tài khoá quốc gia đến xin tiền không hoàn lại, để mà chia sẻ với các anh chị cái lý do vì sao mà chúng ta đang tiến dần đến cái việc trở thành một cái nhà nước Vinadisin ha các anh chị. Vì sao Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lại bộc lộ động tác xin tiền một cách công khai và đã được báo chí nhà nước tường thuật cũng rất là công khai trong cuộc gặp giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới WB tại Việt Nam, Osman Dion, vào buổi chiều ngày 20 tháng 9 năm 2017 tại trụ sở của chính phủ. Lời đề nghị khiếm nhã. Cái mặt đó thì làm gì có được những cái đề nghị lịch sự đâu. Đã nói rằng là đồng chí ấy đã được bôi những cái lớp kem chống nhục từ khi còn tấm bé, bởi vì đồng chí ấy gọi là bằng mọi giá và nâng bi đồng chí Nguyễn Phú Trọng gọi là hết cỡ để mà có thể ngồi được vào cái ghế Thủ tướng Chính phủ đó mà. Oui, attends. 9 tháng sau khi bật ra cảm thán cảnh báo chưa từng có trong giới quan chức cao cấp về sụp đổ tài khoá quốc gia, ông Phúc vừa phải đề nghị Ngân hàng Thế giới tìm kiếm nguồn vốn tài trợ cho Việt Nam các khoản không hoàn lại để giảm tối đa làm chi phí vay vốn, tăng thành tố ưu đãi của các khoản vay. Lời đề nghị khiếm nhã trên lại xuất hiện trong bối cảnh ngân sách quốc gia Việt Nam có quá nhiều dấu hiệu cạn kiệt
và thậm chí có thể vỡ nợ như trường hợp của Argentina vào các năm 2001-2014. Nguyễn Xuân Phúc, nhân vật đang trở nên quá cám cảnh bởi tư thế phải đổ vỏ cho thời thủ tướng trước, giờ đây rơi vào một vòng xoáy cơm áo gạo tiền cho đảng và chính phủ cầm quyền ở Việt Nam. Đã quá đủ cho vài chục năm nay vay nợ nước ngoài, chi xài vô tội vạ và bỏ mặc tham nhũng hoành hành của chính phủ cùng chính quyền các địa phương Việt Nam, để lại núi nợ công lên đến ít nhất 210% GDP, tương đương với khoảng 431 tỷ đô la Mỹ. Sau triều đại Nguyễn Tấn Dũng, để lại một núi nợ nần đến triều đại của Nguyễn Xuân Phúc, từ đầu năm 2016 đến nay, người ta thấy vị thủ tướng này bắt đầu tỏ ra kiên quyết những động tác thắt lưng buộc bụng. Lần đầu tiên sau nhiều năm, chính phủ không còn dám bảo lãnh cho vay bạc mạng như thời Nguyễn Tấn Dũng nữa. Con số vay ODA của nước ngoài từ năm 93 đến năm 2014 đã lên tới 90 tỷ đô la Mỹ. Và sau khi trừ đi 10 cho đến 12% vốn vay không hoàn lại trong đó, thì mỗi năm ngân sách Việt Nam phải có trách nhiệm trả nợ quốc tế hàng chục tỷ đô la. Mà muốn trả được số nợ này, Việt Nam phải tìm cách vay đảo nợ, vay đáo hạn đó, của các tổ chức tín dụng quốc tế. Trước đây, những tổ chức này vẫn cho Việt Nam vay vốn đầu tư phát triển và vay đáo nợ khá dễ dàng. Nhưng đến năm 2015, thì Ngân hàng Quốc gia Thế giới bất ngờ thông báo hai tin buồn cho Việt Nam. Thứ nhất, Việt Nam đã tốt nghiệp IDA đó, mà sẽ không được xếp vào loại quốc gia xóa đói giảm nghèo nữa. Và từ tháng 7 năm 2017, sẽ không được vay với lãi suất ưu đãi là 0,7 đến 0,8% nữa. Cùng với thời gian âm hạn đến 30 đến 40 năm như trước đây, mà mức lãi suất vay sẽ được nâng lên gấp 3 và thời gian ân hạn giảm xuống một nửa. Điều này có nghĩa là gì? Từ trước tới bây giờ đó, mình nằm trong cái số những cái quốc gia nghèo và chậm phát triển. Thành ra mình được vay vốn ODA đó là mình được vay với cái lãi suất ưu đãi 0,7-0,8% và với cái thời hạn vay là từ 30-40%. Tuy nhiên á, là đến cái năm 2015 đó là mình tốt nghiệp IDA, có nghĩa là mình tốt nghiệp, mình ra khỏi cái danh sách là những cái quốc gia nghèo chậm phát triển rồi, mình lên thành là những cái quốc gia đang phát triển rồi, thành ra mình sẽ không được nhận những cái ưu đãi đó nữa. Cái lãi suất vay của mình nó sẽ tăng lên và cái thời gian mà vay đó nó chỉ còn một nửa thôi, tức là còn từ 15 cho tới 20 năm thôi, thấy không? Trong khi đó, ngân sách Việt Nam vẫn buộc phải làm cái chuyện là vừa lo trả nợ, vừa phải tiếp tục vay mượn và vượt hơn đến 30% cái số trả nợ hàng năm để phục vụ các khoản chi tiêu thường xuyên khổng lồ của bộ máy 4 triệu công chức viên và lực lượng vũ trang. Mới đây, tiến sĩ Vũ Quang Việt, cựu chuyên viên tài chính của Liên Hiệp Quốc, đã công bố một tính toán cá nhân, một cái tính toán của cá nhân ông. Tỷ lệ chi cho lực lượng công an ở Việt Nam lên đến 12% ngân sách.